linh một giải quyết huyền cấp phong ấn. Mà bây giờ chỉ là đi theo Sở Kiếm Thu tới một chuyến hư lăng bí cảnh, liền dễ dễ dàng dàng lấy được một kiện tiên thiên hạ phẩm pháp bảo. Loại này kiếm tiền hiệu suất bất cứ chuyện gì đều khó mà so ra mà vượt a. Sau khi xong phương giao dịch hoàn thành, Cố tuyết buông ra bắt đầu mang theo Sở Kiếm Thu một đoàn người đi tới một cái huyền cấp phong ấn. Phong trì mặc dù đáp ứng để cho sở kiếm thu bọn người. Hỗ trợ giải quyết trong phong ấn cốt ma tộc. Nhưng mà cũng giới hạn tại hoàng cấp phong ấn cùng huyền cấp phong ấn mà thôi. Bọn hắn cũng không dám để cho sở kiếm thu bọn người đi giải quyết địa cấp phong ấn. Nếu là sở kiếm thu mang tới là thiên diễn cảnh đỉnh phong cường giả mà nói. Bọn hắn có lẽ còn có thể suy tính một chút. Liên hợp sở kiếm thu mang tới thiên diễn cảnh đỉnh phong cường giả cùng một chỗ liên thủ giải quyết nhất cá địa cấp phong ấn nhưng sở kiếm thu mang đến ba tên võ giả tất cả đều là thiên diễn cảnh sơ kỳ tu vi chút thực lực như vậy chạy tới giải quyết địa cấp phong ấn đó nhất định chính là tự tìm cái chết phong trì ba người mặc dù rất muốn giải quyết hư lăng đại lục trong phong ấn cốt ma tộc nhưng bọn hắn càng không muốn sở kiếm thu bọn người ở tại hư lăng trong đại lục ngoài ý muốn nổi lên bằng không nếu là trêu đến sở kiếm thu sau lưng tông môn tức giận vậy bọn hắn nhưng là cái mất nhiều hơn cái được hơn nữa phong chỉ còn cố ý căn dặn cố tiết tùng nhất định muốn theo thật sát bên cạnh của bọn hắn bảo vệ tốt an toàn của bọn hắn tuyệt đối không thể để cho bọn hắn bất kỳ người nào ngoài ý muốn nổi lên kỳ thực từ đối với sở kiếm thu đám người an toàn cân nhắc Phong trì là không muốn sở kiếm thu bọn người, nhúng tay hư lăng đại lục phong ấn sự tình. Nhưng hắn lại sợ trực tiếp cự tuyệt trêu đến sở kiếm thu bọn người không khoái. Từ đó ảnh hưởng tới bọn hắn sau này sinh ý, lúc này mới không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Một đoàn người bay hai tháng, đi tới trên một cái hoàn hảo không hao tổn huyền cấp phong ấn. Chấn thủ cái này huyền cấp phong ấn hư lăng đại lục võ giả, trước đó đã nhận được tin tức trước một bước rút lui, cho nên, trước mắt cái này huyền cấp phong ấn. Cũng không có hư lăng đại lục võ giả ở đây chấn thủ. Đi tới nơi này cái huyền cấp phong ấn sau đó, cố Tiết tùng lập lại chiêu cũ. Đầu tiên là phá hủy phong cấm đại trận một góc, mở ra phong ấn một lỗ hổng Phóng một bộ phận cốt ma tộc đi ra, mà tại tĩnh Hà, lạc tiết bình cùng nông cốc thúy ba người. Nhưng là canh giữ ở phong ấn lỗ hổng phụ cận chờ lấy chém giết những cái kia bay ra ngoài phi thăng cảnh cốt ma tộc bất quá chỉ là giết một hồi tại tĩnh hà lạc tiết bình cùng nông cốc thúy cũng cảm giác giết đến rất là không thoải mái trực tiếp liền trực tiếp sát tiến phong ấn lại mặt dưới nền đất bắt đầu đại khai sát giới ba người đầu tiên là tại phong ấn lại mặt điên cuồng chém giết một hồi đợi đến chân nguyên tiêu hao sạch sẽ sau đó liền lập tức rời đi phong ấn dưới đáy đến trên mặt đất tới thức ăn long nhà mễ khôi phục chân nguyên. Các nàng ăn long nhà mễ cũng không phải bán cho Cố Tuyết Tùng những cái kia cấp thấp nhất, long nhà mễ mà là công hiệu mạnh hơn gấp trăm lần. Trang thứ ba long nhà mễ loại này cấp bậc, long nhà mễ các nàng chỉ là ăn một khoả, chân nguyên rất nhanh liền khôi phục. đang khôi phục chân nguyên sau đó, các nàng liền lại tiếp tục từ phong ấn trong lỗ hổng sát tiến đi đang chém giết lẫn nhau quá trình bên trong các nàng căn bản cũng không giống cố tuyết tùng quan tình những cái kia hư lăng đại lục võ giả một dạng cân nhắc tiết kiệm chân nguyên truy cầu tiêu hao ít nhất chân nguyên đạt đến lớn nhất sát thương hiệu quả mà là lấy điên cuồng nhất phương thức liều lĩnh tàn sát những cái kia cốt ma tộc ngược lại các nàng trong quá trình chiến đấu thiệt hại sau đó cũng có thể tìm sở kiếm thu thanh lý sợ cái gì tiêu hao chân nguyên chiến đấu càng nhiều đối với các nàng thực lực đề thăng càng nhanh cho nên tại tĩnh hà ba người chẳng những không có tận lực tiết kiệm chân nguyên ngược lại là như thế nào tiêu hao chân nguyên nhanh nhất làm sao tới nhìn xem ba người nữ nhân này cái kia điên cuồng vô cùng phương thức chiến đấu cố tiết tùng không khỏi một hồi âm thầm kinh hãi hơn nữa hắn cũng chú ý tới tại tĩnh hà ba người ăn long nha mễ cùng sở kiếm thu bán cho hắn long nha mễ hoàn toàn khác biệt loại này long nha mễ vô luận là năng lượng đẳng cấp vẫn là ẩn chứa nồng độ năng lượng so với sở kiếm thu bán cho hắn long nha mễ cần phải cao hơn nhiều căn cứ vào suy đoán của hắn tại tĩnh hà ba người ăn long nha mễ so với sở kiếm thu bán cho hắn long nha mễ công hiệu ít nhất cường đại gấp trăm lần nhìn thấy một màn này Cố Tiết Tùng không khỏi một hồi âm thầm hâm mộ, nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn lại là giật mình. Sở Kiếm Thu tông môn có thể có được long nha mễ loại này rồng ở trong truyền thuyết tộc nguyên. Liệu nấu ăn cũng đã đầy đủ làm cho người giật mình, nhưng bây giờ, hắn phát hiện Sở Kiếm Thu sau lưng tông môn nội tình còn xa xa không chỉ như vậy. Bọn hắn còn nắm giữ so phổ thông long nha mễ công hiệu. Cường đại hơn trăm lần càng cao hơn long nha mễ. Lại này tông môn thế lực thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào? Đây quả thực là làm cho người kinh hãi. Cũng không trách được bọn hắn có thể làm ra điều động ba vị thiên diễn cảnh cường giả. Tới bảo vệ một vị đại thông huyền cảnh võ giả. Lại này đại thủ bút sự tình, Cố tiết Tùng có thể rất rõ ràng nhìn ra được. Tại Tĩnh Hà ba người chính là cho Sở Kiếm Thu tới làm hộ vệ. Mặc dù Sở Kiếm Thu đối với các nàng xưng hô mở miệng một tiếng tiền bối, nhưng mà trên thực tế làm chủ nhưng vẫn là sở kiếm thu mà ba người đối với sở kiếm thu mà nói cũng là nói gì nghe nấy một cái chỉ là đại thông huyền cảnh sơ kỳ võ giả lại nắm giữ ba tên thiên diễn cảnh hộ vệ bởi vậy có thể thấy được sở kiếm thu tại bọn hắn tông môn thân phận địa vị là bực nào cao cố tiết tùng ngờ tới sở kiếm thu rất có thể là một cái nào đó hóa kiếp cảnh đại năng hậu duệ hoặc trực tiếp chính là bọn hắn tông môn đệ tử thân truyền của tông chủ cho nên tại trong tông môn của hắn mới có cao như vậy thân phận địa vị cố tuyết tùng đối với tĩnh hà ba người thức ăn trang thứ ba long nha mễ mặc dù hâm mộ thế nhưng là cũng chỉ chỉ là hâm mộ mà thôi hắn còn không đến mức bởi vậy sinh ra cái gì ý đồ xấu tới sở kiếm thu có thể bán cho bọn hắn loại kia bình thường nhất long nha mễ chuyện này đối với bọn hắn hư lăng đại lục tới nói, đã là một cái ân tứ lớn lao. Thì càng không cần nói đi hy vọng xa vời cao cấp hơn tài nguyên tu luyện. Bọn hắn hư lăng đại lục bây giờ chuyện quan trọng nhất là sống tiếp. Mà không phải cân nhắc như thế nào tăng cường chính mình tu vi trở nên mạnh hơn. Ở chỗ tĩnh hà ba người không cố kỵ chút nào điên cuồng dưới chém giết. Phòng ấn phía dưới cốt ma tộc rất nhanh liền bị triệt để tiêu diệt không còn một mảnh cố tiết tùng nhìn thấy cái này huyền cấp phong ấn giải quyết sau đó liền đem cái này huyền cấp phong ấn phong cấm đại trận phá hủy đem những bố trí kia phong cấm đại trận pháp bảo thu vào nhìn thấy một màn này tại tĩnh hà ba người không khỏi một hồi hâm mộ nhưng các nàng cũng biết những thứ này bố trí phong cấm đại trận pháp bảo vốn chính là nhân gia hư lăng đại lục cố tiết tùng thu lại đó cũng là chuyện đương nhiên Cố Tiết Tùng thu hồi những thứ này pháp bảo sau đó. Liền lại muốn bố trí một cái đơn giản phong cấm trận pháp đem cái kia mặt đất lỗ hỏng. Phong ấn, phòng ngừa phong ấn phần đáy cốt ma chi khí tiết ra ngoài. Thêm một bước ô nhiễm linh khí của mảnh thiên địa này. Chỉ là, nhưng vào lúc này, sở kiếm thu lại là một bước tiến lên. Ngăn trở cố tiết tùng hành động, vừa cười vừa nói, cố lão ca, không cần phiền toái như vậy. Những thứ này cốt ma chi khí, liền để để ta giải quyết a. Chương 4202 Tịnh hóa cốt ma khí phương pháp. Nhường ngươi đến giải quyết, Cố Tuyết Tùng nghe vậy, không khỏi sững sờ, nghi ngờ hỏi, "Không?" "Tệ, để cho ta tới giải quyết." Sở Kiếm Thu gật đầu một cái nói, "Cái. Kia Sở huynh đệ, dự định giải quyết như thế nào?" Cố Tuyết Tùng hiếu kỳ vô cùng hỏi. Ngoại trừ đem những thứ này cốt ma chi khí phong ấn tại lòng đất, sở kiếm thu chẳng lẽ còn có cái gì biện pháp giải quyết tốt hơn, rất đơn giản, đem những thứ này cốt ma chi khí, thu lại, tiếp đó tịnh hóa đi cũng là phải, sở kiếm thu nói, thu lại, tịnh hóa đi. Cố tuyết tùng nghe vậy, lập tức không khỏi thất kinh, hắn nhìn xem sở kiếm thu. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói, chẳng lẽ sở huynh đệ còn nắm giữ tịnh hóa cốt ma khí thủ đoạn cốt ma chi khí, là một loại cực kỳ tà ác sức mạnh, có vô cùng cường đại nhiễm ô năng lực. Một khi bị loại này cốt ma chi khí nhuộm dần, liền sẽ có rất lớn tỷ lệ. Bị loại này cốt ma chi khí cho ma hóa. Trước kia hư lăng đại lục tất cả cường giả, đối với loại tà ác này vô cùng cốt ma chi khí. Đều thúc thủ vô sách. Cũng chính bởi vì cuối cùng bị cốt ma tộc sử dụng cốt ma chi khí. Ô nhiễm phiến thiên địa này thiên địa linh khí mới khiến cho hư lăng đại lục năm đó trận chiến kia sắp thành lại bại rơi xuống bây giờ như vậy thê thảm ruộng đồng nếu như bọn hắn nắm giữ giải quyết cốt ma khí thủ đoạn trước kia trận chiến kia bọn hắn hư lăng đại lục đã sớm thắng nhưng mà loại này khốn nhiễu bọn hắn hư lăng đại lục vô số năm gian ác sức mạnh bây giờ sở kiếm thu lại còn nói hắn nắm giữ biện pháp giải quyết cái này như thế nào để cho cố tiết tùng không cảm giác không thể tưởng tượng không tệ, ta dưới cơ duyên xảo hợp, trong tay nắm giữ một loại trận pháp. Có thể tịnh hóa tà ác sức mạnh, nghĩ đến, đối với loại này cốt ma chi khí, cũng sẽ có tác dụng rất lớn. Sở Kiếm Thu vừa cười vừa nói, "Sở huynh đệ chuyện này là thật." Cố Tiết Tùng nghe vậy, vẫn gương mặt không dám tin nói, "Cố lão ca nhìn xem chính là." Sở Kiếm Thu khẽ mỉm cười nói, nói xong, hắn lập tức liền lấy ra đủ loại tài liệu bắt đầu ở phong ấn trong lỗ hổng, bố trí khởi trận pháp tới. Hắn lần này sở dĩ phí hết sức lớn như vậy. Vốn chính là hướng về phía cái này cốt ma chi khí tới, nhưng loại chuyện này. Nếu như một mực làm tiếp mà nói, sớm muộn đều không thể gạt được cố tiết tùng cùng hư lăng đại lục võ giả. Cùng để cho cố tiết tùng cùng hư lăng đại lục võ giả hoài nghi. Hắn còn không bằng dứt khoát quang minh chính đại làm cho cố tiết tùng nhìn lấy bỏ đi bọn hắn lo nghĩ. Đương nhiên, sở kiếm thu cũng sẽ không ngu đến mức trực tiếp ngay trước cố tuyết tùng mặt. Lấy ra hỗn độn đến tôn tháp tới hấp thu cốt ma chi khí, hỗn độn đến tôn tháp loại này vô thượng. Chí bảo, trừ mình ra người thân cận nhất bên ngoài. Hắn cũng không dám khiến người khác biết bí mật này. Cho dù là huyền kiếm tông cùng thiên phượng trong cung, biết hỗn độn đến tôn tháp tồn tại người, đều cực kỳ có hạn thì càng không cần phải nói ngay trước cố tuyết tùng mặt lấy ra tùy ý bại lộ loại này vô. Thượng trí bảo, chỉ làm cho hắn đưa tới vô tận tai họa. Cho nên, sở kiếm thu liền định dùng một loại phương thức khác. Tới làm đến một bước này, lấy sở kiếm thu trước mắt trận pháp tạo nghệ. Hắn muốn bố trí ra một cái tịnh hóa cốt ma khí trận pháp tới. Căn bản cũng không phải là việc khó gì. Hắn tại rất sớm phía trước liền đã nắm giữ có thể đem hết thảy hình thức năng lượng khác chuyển hóa làm tinh khiết nhất năng lượng sơ khai hóa linh đại trận cốt ma chi khí mặc dù rất là gian ác nhưng mà cuối cùng cũng vẫn là một loại năng lượng mà thôi mà những năm gần đây theo hắn không ngừng mà tiếp nhận vạn đạo nguồn gốc phù trận truyền thừa tầng thứ hai truyền thừa hắn phù trận tạo nghệ so với trước kia không biết cao gấp bao nhiêu lần bố trí đi ra ngoài trận pháp chi huyền diệu cũng xa không phải trước kia có thể so sánh sau một phen bố trí sở kiếm thu rất nhanh liền bố trí một cái tịnh hóa cốt ma khí đại trận tại dưới thao túng sở kiếm thu trong trận pháp lập tức tản mát ra một cỗ cực lớn hấp lực đem phong ấn phần đáy cốt ma chi khí từ cái kia lỗ hỏng bên trong điên cuồng hút đi ra những thứ này cốt ma chi khí bị hút ra tới sau đó tràn vào đại trận bên trong tiếp đó bị trận pháp cấp tốc tịnh hóa cuối cùng chuyển hóa trở thành là tinh thuần nhất mà không chứa bất luận cái gì thuộc tính tối vi sơ thủy năng lượng loại này tinh thần mà không chứa bất luận cái gì thuộc tính tối vi sơ thủy năng lượng hấp thu luyện hóa cũng dễ dàng nhất sở kiếm thu cũng không muốn làm cho những này chuyển hóa năng lượng không công lãng phí hết hắn lập tức nhường cho tĩnh hà lạc tiết bình cùng nông cốc thúy ba người đi tới trận pháp biên giới không ngừng hấp thu luyện hóa những cái kia từ cốt ma chi khí chuyển hóa mà đến tối vi sơ thủy năng lượng huyền cấp phong ấn phía dưới cốt ma chi khí đẳng cấp không thấp cho nên chuyển hóa mà thành những thứ này năng lượng sơ khai đẳng cấp cũng rất là bất phàm những thứ này chuyển hóa mà đến năng lượng sơ khai đẳng cấp có lẽ không sánh được trang thứ ba long nha mễ nhưng mà ít nhất so đệ nhất bản long nha mễ chất lượng cao hơn nhiều lắm tại tĩnh hà ba người mặc dù đã quen thuộc sử dụng trang thứ ba long nha mễ tu luyện đã có chút chướng mắt những thứ này cấp bậc thấp năng lượng, bất quá. Ngược lại bây giờ những năng lượng này cũng là cho không, không hút trắng không hút, cho nên các nàng cũng không có cự tuyệt, xếp bằng ở trận pháp biên giới. Liên tục không ngừng mà hấp thu những thứ này chuyển hóa sau đó tinh thuần năng lượng. Cố Tiết Tùng nhìn thấy một màn này, khiếp sợ trong lòng vô cùng đồng thời lại là một hồi cuồng hỉ hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến sở kiếm thu lại có loại này bản sự thế mà trong tay nắm giữ thần diệu như thế trận pháp đây quả thực là làm cho người không thể tưởng tượng khốn nhiễu bọn hắn hư lăng đại lục vô số năm cốt ma chi khí thế mà tại trong tay sở kiếm thu dễ dễ dàng dàng liền giải quyết lúc này cố tiết tùng trong lòng chi kích động đơn giản khó mà diễn tả bằng ngôn từ cố tiết tùng hít một hơi thật sâu hao tốn khí lực thật là lớn cái này mới miễn cưỡng để cho tâm tình khôi phục lại bình tĩnh. Toàn thân hắn run dày đi tới trận pháp biên giới. Cũng thử nghiệm hấp thu một chút những cái kia chuyển hóa sau đó tinh thuần năng lượng. Một phen hấp thu luyện hóa phía dưới, hắn phát hiện. Những thứ này đi qua trận pháp chuyển hóa sau đó tinh thuần năng lượng. Quả nhiên không còn ẩn chứa mảy may cốt ma khí gian ác năng lượng. Mà là đã biến thành không chứa bất kỳ tạp chất gì tinh thuần tới cực điểm năng lượng thậm chí, những thứ này chuyển hóa sau đó tinh thuần năng lượng tại trên năng lượng đẳng cấp. So với cửu phẩm linh thạch đều cao hơn rất nhiều, nhìn thấy một màn này. Cố tiết tùng không khỏi một hồi lệ nóng danh trọng, vui đến phát khóc. Sở kiếm thu, quả thực là thượng thiên phái tới cứu bọn họ hư lăng đại lục xứ giả. Không những đem bọn hắn hư lăng đại lục võ giả, từ chết đói biên giới, cứu vớt lại. Cho bọn hắn hư lăng đại lục hy vọng sống sót. Bây giờ, sở kiếm thu nắm giữ loại này thần diệu trận pháp càng làm cho bọn hắn thấy được. Hư lăng đại lục thiên địa, khôi phục mặt mũi thật hy vọng, sở. Huynh đệ, có thể hay không cầu ngươi một sự kiện, cố. Tiết tùng nhìn xem sở kiếm thu, đầy cõi lòng chờ mong cùng kích động nói. Cố lão ca có chuyện gì có thể nói thẳng, bằng vào chúng ta quan hệ hiện tại. Không cần đến khách khí như vậy, sở kiếm thu nghe vậy, vừa cười vừa nói sở huynh đệ có thể hay không bố trí một cái trận pháp giúp chúng ta hư lăng đại lục. Tịnh hóa trong thiên địa cốt ma chi khí. Cố tiết tùng nhìn xem sở kiếm thu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trường 4203 hư lăng đại lục địa đồ. Lúc này cố tiết tùng ánh mắt bên trong, tràn đầy kích động, chờ mong, thấp thỏm. Đủ loại tâm tình vô cùng phức tạp. Ách cái này, cố lão ca, nói thật ra ta cũng rất muốn giúp các ngươi chiếu cố, nhưng mà, bằng vào thực lực bây giờ của ta, còn không cách nào làm đến lớn như thế thủ bút sự tình. Sở Kiếm Thu nghe vậy, có chút hơi khó nói. Tịnh hóa toàn bộ thiên địa cốt ma chi khí, đây chính là cải thiên hoán địa kinh thiên thủ bút. Hắn bây giờ mới là tu vi gì, một cái chỉ là đại thông huyền cảnh võ giả mà thôi. Nơi nào làm được loại này kinh thiên động địa cử động? Chờ hắn thực lực cường đại đến mức nhất định có lẽ có thể làm được một bước này, nghe được sở kiếm thu lời này, cố tiết tùng trên mặt. Không khỏi lộ ra mấy phần thất lạc thần sắc. Cũng đúng, sở huynh đệ dù cho lợi hại hơn nữa. Bây giờ cũng chỉ là một cái chỉ là đại thông huyền cảnh sơ kỳ võ giả mà thôi. Để cho hắn đi làm loại này cải thiên hoán địa sự tình. Cái này đích xác có chút làm người khác khó chịu. Bất quá ta mặc dù không cách nào tịnh hóa toàn bộ hư lăng đại lục cốt ma chi khí nhưng ta có thể giúp một tay tịnh hóa mỗi một cái trong phòng ấn cốt ma chi khí dạng này mặc dù không cách nào để cho hư lăng đại lục thiên địa linh khí khôi phục lại nguyên bản diện mục nhưng mà ít nhất có thể phòng ngừa hư lăng đại lục thiên địa linh khí tiếp tục gặp cốt ma khí ô nhiễm tránh hư lăng đại lục tình huống thêm một bước chuyển biến xấu sở kiếm thu vừa cười vừa nói như thế vậy thì nhờ cậy sở huynh đệ Sở huynh đệ vì chúng ta hư lăng đại lục làm nhiều như vậy, chúng ta hư lăng đại lục. Thật là không biết như thế nào báo đáp sở huynh đệ. Cố Tiết Tùng nghe vậy, lập tức cảm kích vô cùng nói. Cố lão ca không cần khách khí như thế, ma tộc chính là nhân tộc cùng chung địch nhân. Chúng ta mặc dù là hai cái người không cùng một thế giới, nhưng chung quy cũng là nhân tộc đồng bào, đối mặt ma tộc xâm lược, Chúng ta nên lẫn nhau hỗ trợ, lục lực đồng tâm." Sở Kiếm Thu vừa cười vừa nói. Bởi vì thường xuyên bị tiểu đồng áo xanh ở bên tai nói thầm, Sở Kiếm Thu tâm bên trong cũng sớm liền gieo ma tộc là nhân tộc cùng đại địch ý niệm, hơn nữa, hắn những năm gần đây cũng tận mắt chứng kiến đến bị ma tộc xâm lấn thế giới, nhân tộc hạ trang. Là bực nào thê thảm, Cửu Khê đại lục cả nhân tộc toàn bộ đều bị ám ma tộc tiêu diệt, hư lăng đại lục mặc dù cuối cùng miễn cưỡng đem xâm lấn cốt ma tộc cho phong ấn lại. Nhưng mà toàn bộ hư lăng đại lục nhân tộc cũng đồng dạng kém chút bị diệt tộc. Hai cái thế giới này thảm trạng cũng là hắn tận mắt nhìn thấy. Mà thiên vũ đại lục trước mắt đồng dạng cũng là gặp phải ma tộc to lớn vô cùng uy hát yêu ta. Vô số nhân tộc chiến sĩ vì bảo vệ gia viên cùng nhân tộc đồng bào. Tại biên cương dục huyết phấn chiến chống cự ma tộc xâm lấn tử thương thảm trọng đối với ma tộc, sở kiếm thu có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, cho nên. Hắn đối với cố tuyết tùng nói tới lời nói này, cũng không hoàn toàn là lời khách khí, sở. Huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được quá nhiều lời khách sáo. Ta cũng sẽ không nhiều lời. Ta chỗ này liền một câu nói, từ hôm nay trở đi, ta cố tuyết tùng mệnh, chính là sở huynh đệ. Sở huynh đệ có phân phó gì, mặc cho phân công, sông pha khói lửa, không chối từ. Cố Tuyết Tùng chắp tay hướng Sở Kiếm Thu vái một cái thật sâu, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói: "Cố lão ca thực sự là nói quá lời." Sở Kiếm Thu thấy thế, vội vàng đưa tay đem hắn đỡ dậy. Sở huynh đệ, đây là chúng ta hư lăng đại lục địa đồ tại trên địa đồ đã tiêu chú mỗi một cái phong ấn sở tại chi địa, Sở huynh đệ căn cứ vào tấm bản đồ này có thể dễ dàng tìm được mỗi một cái phong ấn vị trí bởi vì nhận được sở huynh đệ long nhà mễ trợ giúp chúng ta hư lăng đại lục võ giả thực lực khôi phục không thiếu những thứ này trong phong ấn hoàng cấp phong ấn cùng huyền cấp phong ấn bây giờ đã bị chúng ta giải quyết không thiếu phía trên cũng đồng dạng làm đánh dấu cố tuyết buông tay trưởng một tấm lấy ra một cái quyển trục đưa cho sở kiếm thu nói giờ khắc này hắn đối với sở kiếm thu đã hoàn toàn tín nhiệm cho nên hắn đem hư lăng đại lục trọng yếu nhất cơ mật đều giao cho sở kiếm thu sở kiếm thu tiếp nhận cái kia quyển trục mở ra nhìn một cái phát hiện quyển trục này bên trên vẽ lấy là một tấm lớn vô cùng địa đồ tại trên địa đồ kỹ càng ghi chú những cái kia cốt ma tộc phong ấn tấm bản đồ này bên trên chẳng những kỹ càng ghi chú những thứ này cốt ma tộc phong ấn vị trí cụ thể cũng đem mỗi một cái cốt ma tộc phong ấn tình huống cụ thể miêu tả đến rõ ràng cái nào phong ấn là hoàng cấp phong ấn cái nào phong ấn là huyền cấp phong ấn còn có địa cấp phong ấn cùng với thiên cấp phong ấn số lượng có bao nhiêu liền trấn thủ phong ấn võ giả đều ghi lại đến cực kỳ tinh tường tại có một chút phong ấn bên cạnh đánh một cái xiên bày tỏ mặt cái này phong ấn lại cốt ma tộc đã giải quyết sở kiếm thu từ trên bản đồ nhìn thấy đã giải quyết hoàng cấp phong ấn đạt đến trên trăm cái mà đã giải quyết huyền cấp phong ấn thì đạt đến mười mấy. Cái này một tấm bản đồ với hắn mà nói, có thể nói là ý nghĩa trọng đại, bởi vì mỗi một cái phong ấn với hắn mà nói, đều mang ý nghĩa một số lớn tiền. Cốt ma chi khí đối với Hư Lăng Đại Lục tới nói, là một loại to lớn vô cùng tai họa. Nhưng mà đối với Sở Kiếm Thu tới nói, chính là một đống lớn trắng bóng linh thạch. Còn đối với Hỗn Độn đến Tôn Tháp tới nói, nhưng là thơm ngát mỹ thực nếu là đem những thứ này trong phong ấn cốt ma chi khí. Toàn bộ để cho hỗn độn đến tôn tháp hút vào. Cũng không biết có thể thắp sáng bao nhiêu ngôi sao đấu từ hoang cổ trong đại lục. Vận chuyển ra bao nhiêu hoang cổ đại lục suối nước tới. Cố lão ca cảm tạ. Sở kiếm thu thu hồi quyển trục. Đối với cố tuyết tùng chắp tay nói một tiếng tạ không? Dám nhận, không dám nhận, chân chính nên nói tạ, hẳn là ta mới đúng, cố biết tùng thấy thế khoát tay lia lịa nói hắn dừng một chút nhìn xem sở kiếm thu thần sắc nghiêm túc nói sở huynh đệ ta địa đồ cho ngươi ngươi cũng biết hư lăng trong đại lục những cái kia cốt ma tộc phong ấn phân bố địa điểm kế tiếp các ngươi muốn đi giải quyết cái nào phong ấn liền theo các ngươi bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở sở huynh đệ một câu hoàng cấp phong ấn cùng huyền cấp phong ấn sở huynh đệ muốn đi động cái nào hoàn toàn theo sở huynh đệ ý, nhưng mà, sở huynh đệ tuyệt đối đừng đi đánh địa cấp phong ấn chủ ý. Tốt nhất là liền tới gần đều không cần đi tới gần địa cấp phong ấn. Miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Cố lão ca lời này sao nói, sở kiếm thu nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, đầu. Tiên, địa cấp trong phong ấn chỗ phong cấm cốt ma tộc cũng là thiên diễn cảnh cốt ma tộc. Không phải sở huynh đệ cùng vu đạo hữu mấy người các ngươi có thể đối phó được thứ hai, chấn thủ địa cấp phong ấn võ giả. Thế nhưng là có thiên diễn cảnh đỉnh phong cường giả. Những thứ này chấn thủ phong ấn võ giả, mặc dù cũng là ta hư lăng đại lục anh hùng. Nhưng mà nếu như đối mặt quá lớn dụ hoặc, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ không xảy ra lên một chút không nên có ý niệm. Vì sở huynh đệ lý do an toàn, cho nên, sở huynh đệ tốt nhất không muốn đi tới gần địa cấp phong ấn, cố. Tiết Tùng thần sắc trịnh trọng nói, ân, ta hiểu rồi, đa tạ cố lão ca nhắc nhở. Sở kiếm thu nghe vậy, trong lòng hơi hơi run lên. Lại là ôm quyền hướng cố Tiết Tùng nói một tiếng cảm ơn. Trường 4204 tháp sáng 42 ngôi sao đấu. Đích sắc, hư lăng trong đại lục võ giả. Cũng không phải là tất cả mọi người đều giống cố Tiết Tùng. Chỉ là thanh thản ổn định cùng mình làm ăn mà không đối với chính mình long nha mễ động oai tâm tưởng nhớ nếu như bị khác hư lăng đại lục võ giả bắt gặp chính mình bọn hắn chưa hẳn sẽ không đối với tự mình động thủ lấy tại tĩnh hà ba người thực lực nếu là đối với thượng thiên diễn cảnh đình phong cường giả mà nói đoán chừng đều không có bất kỳ cái gì phản kháng sở huynh đệ khách khí đây đều là lão ca ta phải làm sở huynh đệ nên nói ta đều đã nói vậy ta liền đi trước một bước, đem những thứ này long nha mễ, lấy về giao nộp cố. Tiết Tùng đem sự tình giao phó xong sau đó, liền hướng sở kiếm thu ôm quyền thi lễ một cái. Nói cáo tư, ân, cố lão ca đi thong thả, chúng ta lần sau giao dịch địa điểm. Vẫn là hẹn tại huyền cấp số 13 phong ấn bên kia, thời gian. Cũng vẫn là định tại một năm sau thời gian này, sở kiếm thu cũng là ôm quyền đáp lễ lại, khẽ cười nói, hảo, vậy cứ như thế ước định. Sở huynh đệ, vu đạo hữu lạc đạo hữu nồng đạo hữu cáo từ. Cố tiết tùng lại phân biệt hướng chúng nhân nói tạm biệt một tiếng. Lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem cố tiết tùng bóng lưng biến mất tại tĩnh hà quay đầu nhìn sở kiếm thu. Hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, sở kiếm thu, ra hỏa này là có ý gì? hắn đem địa đồ giao cho chúng ta lại không đi theo chúng ta cùng một chỗ liền không sợ chúng ta giải quyết những cái kia phong ấn sau đó cũng đem bố trí phong cấm đại trận pháp bảo cũng cho thu cố lão ca nếu đã như thế làm hắn chính là rõ ràng muốn đem những bố trí kia phong cấm đại trận pháp bảo nhường cho bọn ta sở kiếm thu vừa cười vừa nói đối với cố tuyết tùng làm như vậy ý đồ sở kiếm thu tự nhiên có thể nhìn ra được mà từ trong chuyện này cũng có thể nhìn ra. Cố Tuyết Tùng đây mới thực là mà đem hắn coi như chính mình người đến đối đãi nói. Như vậy, chúng ta kế tiếp chẳng phải là muốn kiếm lợi lớn, tại. Tĩnh Hà nghe vậy, ánh mắt lập tức không khỏi sáng lên. Mỗi cái phong ấn, bố trí phong cấm đại trận, đều có 3.600 món pháp bảo bố trí mà thành, hơn nữa, những thứ này pháp bảo. Toàn bộ đều là cửu giai trở lên pháp bảo nếu là đem những thứ này phong cấm đại trận pháp bảo toàn bộ đều tháo ra mà nói vậy bọn hắn cái này một bút quả thực là kiếm được đầy bồn đầy bát không tất nhiên cố lão ca như thế lấy thành đối đãi chúng ta tự nhiên cũng muốn có qua có lại kế tiếp chúng ta vẫn là không muốn đi động những cái kia phong ấn bên trên bố trí phong cấm đại trận pháp bảo sở kiếm thu lắc đầu nói hắn mặc dù tham tài không giả nhưng mà quân tử ái tài lấy chi có đạo làm người cùng làm việc, vẫn là phải có nguyên tắc. Giống cầu dụ cái loại người này cặn bã tài vật, hắn cướp không có chút nào áp lực tâm lý. Nhưng là bây giờ, đối với bên trên những phong cấm đại trận này pháp bảo, hắn lại không thể đi động. Cố tuyết tùng tất nhiên đối với hắn như thế lấy thành đối đãi. Hắn tự nhiên cũng không thể phụ lòng cố tuyết tùng cái này một phần chân thành cùng tín nhiệm. Hắn lần này sở dĩ nói ra muốn giúp đỡ giải quyết hư lăng đại lục phong ấn, vốn chỉ là hướng về phía những cái kia phong ấn phía dưới cốt ma chi khí cùng với ma khí tới, mà cũng không phải là hướng về phía những bố trí kia phong cấm đại trận pháp bảo tới. Có Cố Tiết Tùng giao cho hắn cái này một tấm hư lăng đại lục địa đồ, hắn liền có thể làm theo y trang, đi hấp thu những cái kia đã bị hư lăng đại lục giải quyết phong ấn cốt ma khí đến nỗi những cái kia còn không có được giải quyết phong ấn sở kiếm thu tạm thời cũng không có ý định đi động dựa theo hư lăng đại lục tình huống trước mắt sau khi có hắn long nha mễ cung ứng hư lăng đại lục hoàn toàn có năng lực chính mình đem những cái kia phong ấn giải quyết đi căn bản là không cần đến hắn tới nhúng tay về phần mình nghĩ lấy được pháp bảo cái kia liền lấy long nha mễ tới cùng hư lăng đại lục trao đổi tốt loại này thông qua chính đáng giao dịch kiếm được tiền hắn thu lại cũng yên tâm thoải mái quang minh lỗi lạc a à. tốt a à. tại tĩnh hà nghe được sở kiếm thu lời này cũng là vô tình bĩu môi một cái nói ngược lại chỉ cần nàng đi theo sở kiếm thu hỗn liền không lo không có tài nguyên tu luyện hoa đến nỗi kiếm lời không kiếm nhiều tiền tại tĩnh hà ngược lại không có gì vấn đề gì kế tiếp tại tĩnh hà lạc tiết bình cùng nông cốc thúy ba người Tại phong ấn cái kia lỗ hổng bên ngoài một bên trong coi. Một bên hấp thu luyện hóa từ cốt ma chi khí chuyển hóa mà đến tinh thuần năng lượng. Mà Sở Kiếm Thu, nhưng là chui vào phong ấn dưới nền đất, lấy ra Hỗn Độn đến Tôn Tháp. Bắt đầu điên cuồng hút vào lên phong ấn phía dưới cốt ma chi khí tới. Sở Kiếm Thu đầu tiên là để cho Hỗn Độn đến Tôn Tháp hút vào những thứ này cốt ma chi khí. Tháp sáng hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai điện thứ 42 ngôi sao đấu, tiếp đó. Lại để cho đại ô quy cùng thôn thiên hồ, đến hoang cổ đại lục đi vận chuyển suối nước. Đốt sáng lên thứ 42 ngôi sao đấu sau đó. Mỗi lần từ hoang cổ đại lục truyền tống đi ra ngoài hoang cổ đại lục suối nước. Cũng có thể càng nhiều hơn một chút, có thể giảm bớt truyền tống số lần. Tiết kiệm một điểm năng lượng. Bởi vì truyền tống số lần càng nhiều tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều tỉ như phương viên mười dặm suối nước nếu như phân hai lần truyền tống mà nói là so trực tiếp duy nhất một lần truyền tống tiêu hao năng lượng càng nhiều bởi vì truyền tống trận tại khởi động trong nháy mắt đó bản thân sẽ tiêu hao không thiếu năng lượng nhất là hoang cổ đại lục cũng không biết cùng thiên vũ đại lục cách bao nhiêu cái thời không như thế siêu viễn cự ly truyền tống mỗi một lần truyền tống tiêu hao năng lượng đều là vô cùng kinh người. Tháp sáng thứ 42 ngôi sao đấu cần thiết tiêu hao năng lượng cực kỳ kinh người. Căn cứ vào sở kiếm thu suy tính, tháp sáng thứ 42 ngôi sao đấu cần có năng lượng. Nếu như quy ra thành cửu phẩm linh thạch, đại khái cần 4 ức cửu phẩm linh thạch. Cho nên, khi hỗn độn đến tôn tháp thứ 42 ngôi sao đấu, triệt để tháp sáng thời điểm. Thế mà tiêu hao cái này huyền cấp phong ấn, dòng dã một nửa cốt ma chi khí sau khi thứ 42 ngôi sao đấu được thắp sáng. Hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà tinh quang lại nồng nặc một lần, tinh quang hiệu quả. Đạt đến cửu phẩm linh thạch 128 lần. Lúc này, hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà tu phục cương vực. Đạt đến phương viên trăm vạn ức giảm. Tương đương với 512 cái vũ minh vương triều lớn nhỏ đang bị điểm sáng thứ 4. 12 ngôi sao đấu bên trong, sở kiếm thu vừa được một lần phù trận truyền thừa. Lần này đạt được phù trận trong truyền thừa, trọng yếu nhất một đạo phù trận truyền thừa. Là đại đan phù trận, cái này đại đan phù trận, so sở kiếm thu trước đó truyền thừa đan phù trận. Càng thêm huyền diệu phức tạp, đối với phụ trợ phương diện luyện đan, có càng lớn đề thăng. Nếu như cho tần diệu yên luyện đan thất, bố trí cái này đại đan phù trận mà nói, đoán chừng lấy tần diệu yên tài luyện đan đều có thể miễn cưỡng luyện chế ra tiên thiên cấp biệt đan dược bất quá sở kiếm thu bây giờ cũng không rảnh rỗi đi chậm rãi lĩnh hội cái này đại đan phù trận truyền thừa sau khi hơi tiêu hóa một chút tiếp nhận phù trận truyền thừa sở kiếm thu liền đem cái này trước đó ném qua một bên bắt đầu thu thập cái này huyền cấp phong ấn phần đáy đại lượng cửu dai ma khí cái này huyền cấp phong ấn phần đáy cửu dai ma khí số lượng rất nhiều nếu là toàn bộ để cho hỗn độn đến tôn tháp cho nuốt lấy mà nói, chuyển hóa năng lượng. Hẳn là đủ vận chuyển rất nhiều hoang cổ đại lục suối nước. Chương 4205 Quách Mai Trắng đột phá. Đang để cho hỗn độn đến tôn tháp. Đem cái này huyền cấp phong ấn phần đáy cốt ma chi khí hút vào không còn một mống. Cùng với đem phong ấn dưới đáy, tất cả cửu dai ma khí thu sạch sau khi thức dậy sở kiếm thu liền dẫn tại tĩnh hà ba người chạy tới cái tiếp theo huyền cấp phong ấn cái tiếp theo huyền cấp phong ấn là đã bị hư lăng đại lục võ giả giải quyết hết phong cấm đại trận cũng đã bị hủy đi cái kia huyền cấp phong ấn chỉ còn lại một cái đơn giản phong cấm trận pháp đem những cái kia cốt ma chi khí phong ấn tại dưới nền đất không để những thứ này cốt ma chi khí tiết lộ sở kiếm thu rất dễ dàng mà liền phá vỡ cái này đơn giản phong ấn trận pháp tiếp đó tiến vào trong lòng đất, lập lại chiêu cũ, đem phong ấn lại mặt cốt ma chi khí. Để cho hỗn độn đến tôn tháp hút vào không còn một mống, cùng với đem tất cả cửu dai ma khí. Toàn bộ đều thu vào. Liên tiếp hút vào hai cái huyền cấp phong ấn cốt ma chi khí. Hỗn độn đến tôn tháp chuyển hóa năng lượng để cho thôn thiên hồ cùng đại ô quy. Từ hoang cổ trong đại lục vận chuyển ra số lớn suối nước thậm chí thôn thiên hổ cùng đại ô quy còn bắt lấy mấy cái cá lớn đi ra. Có nhiều như vậy hoang cổ đại lục suối nước tạm thời cũng đủ dùng rồi. Thế là sở kiếm thu liền cùng tại tĩnh hà ba người cùng rời đi hư lăng đại lục. Quay trở về Nam Châu. Tại tĩnh hà ba người, dù sao cũng là thiên diễn cảnh cường giả, ba người hành động chung. Mục tiêu quá lớn, dù cho sở kiếm thu lựa chọn con đường. Cũng là tận lực tránh đi những đất kia cấp phong ấn cùng với những cái kia còn không có được giải quyết huyền cấp phong ấn nhưng ở đây ở lâu khó tránh khỏi sẽ để cho hư lăng đại lục khác thiên diễn cảnh võ giả cảm ứng được tại tĩnh hà ba người tồn tại phía trước cố tiết tùng nói với hắn lời nói kia để cho sở kiếm thu 10 phần cảnh giác hư lăng đại lục võ giả bởi vì đối phó cốt ma tộc mà đoàn kết lại với nhau nhưng cũng không đại biểu tất cả mọi người đều là người tốt giống như thiên vũ đại lục trung châu đạo minh, những cái kia phe đầu hàng võ giả. Bởi vì bức bách tại chủ chiến phái áp lực, mặc dù cũng miễn cưỡng ra tiền tuyến cùng ma tộc đại quân chiến đấu. Thế nhưng là không có nghĩa là những người này là kẻ tốt lành gì. Vô luận là ở nơi nào, cuối cùng không thiếu loại này bại hoại cạn bã, cho nên, vì lý do an toàn. Sau khi hút vào hai cái huyền cấp phong ấn, sở kiếm thu liền dẫn tại tĩnh hà ba người thật sớm rút lui lần sau lại nghĩ tiến vào hư lăng đại lục hút vào trong phong ấn cốt ma khí mà nói chính hắn một người hành động là được rồi không cần lại mang lên tại tĩnh hà ba người hắn một cái nho nhỏ đại thông huyền cảnh sơ kỳ võ giả dù cho cách kia chút hư lăng đại lục võ giả gần một chút cũng sẽ không gây nên những cái kia hư lăng đại lục võ giả chú ý dù sao xem như thiên diễn cảnh cường giả Ai sẽ đi chú ý một cái đại thông huyền cảnh sơ kỳ con tôm nhỏ, chỉ có cùng cấp bậc cường giả. Xuất hiện tại trong cảm giác của bọn hắn mới có thể gây nên chú ý của bọn hắn. Có nhiều như vậy hoang cổ đại lục suối nước, tiểu đồng áo xanh cũng sẽ không nhảy. Kể từ phía trước chịu sở kiếm thu một trận kia đánh sau đó, hắn trở nên rất là biết điều, hơn nữa, nhiều như vậy hoang cổ đại lục suối nước. Bồi thường gấp đôi cho hắn, dư sai đang hấp thu xong nhiều như vậy hoang cổ đại lục suối nước sau đó hắn không những có thể hoàn toàn khôi phục lại cùng vương gia võ giả một trận chiến trước đây trạng thái hơn nữa còn có thể nâng cao một bước trở về đến nam châu sau đó sở kiếm thu hoa thời gian mấy tháng tìm hiểu một phen đại đan phù trận nắm giữ đại đan phù trận nhất là sơ cấp trận pháp bố trí tiếp đó sở kiếm thu đi một chuyến tần diệu yên luyện đan thất cho tần diệu yên lưu lại số lớn hoang cổ đại lục suối nước để làm cho nàng luyện đan chi dụng hơn nữa sở kiếm thu lại cho nàng bố trí một cái đại đan phù trận để dùng cho nàng phụ trợ luyện đan chi dụng đang thí nghiệm một phen cái kia đại đan phù trận hiệu quả lớn sau đó tần diệu yên tự nhiên vui vẻ vô cùng mà tần diệu yên cao hứng trong lòng phía dưới tự nhiên gấp bội mà tưởng thưởng một phen sở kiếm thu lần này, sở kiếm thu bị nàng rằng co dòng dã ba ngày ba đêm. Mới hai chân run lên rời đi luyện đan thất trở về đến phủ đệ mình sau. Sở kiếm thu điều dưỡng vài ngày, lúc này mới thật vất vả khôi phục nguyên khí. Mà tần diệu yên kinh quá sở kiếm thu một phen thoải mái sau đó, cơ thể mọi mặt. Lần nữa nhận được tăng lên trên diện rộng, mà dung mạo, cũng biến thành càng thêm trẻ. Lúc này Tần Diệu Yên, hiển nhiên một cái vừa mới 18 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Nhưng là lại có 18 tuổi thiếu nữ còn lâu mới có thể cùng phong vận cùng vũ mị. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, có khó có thể tưởng tượng sức hấp dẫn. Tần Diệu Yên chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem trong kính trẻ tuổi và dung nhan tuyệt đẹp. Tần Diệu Yên trong lòng không khỏi một hồi mừng thầm, cùng sở kiếm thu mây mưa một phen thế mà so với nàng ăn bất kỳ linh đan rượu dược đều đều hữu hiệu hơn. Ít nhất, lấy nàng hiện nay luyện chế đủ loại đan dược, không có một loại. Có thể làm cho dung mạo cùng thân thể của nàng, khôi phục lại tình cảnh trẻ tuổi như vậy. Nữ nhân nào không thích trưng diện, tần diệu yên không thèm để ý tu vi của mình. Nhưng mà nàng đối với dung mạo của mình, vẫn là rất để ý, mà kinh quá sở kiếm thu phen này thoải mái sau đó, không có qua mấy ngày. Tần Diệu Yên liền lại đột phá đến phi thăng cảnh trung kỳ. Lấy nàng tu vi hiện tại, lại thêm Sở Kiếm Thu cho nàng bố trí đại đan phù trận, nàng bây giờ đều có thể miễn cưỡng nếm thử luyện chế Tiên Thiên cấp biệt đan dược. Bất quá, bởi vì Sở Kiếm Thu trước lúc rời đi dặn dò nàng một phen, để cho nàng tạm thời trước tiên không cần gấp như vậy nếm thử luyện chế Tiên Thiên cấp biệt đan. Dược miễn cho mất khống chế nổ lô thương tới nàng tự thân, đợi nàng tu vi lại đề thăng một hai cái cảnh giới lại đi nếm thử luyện chế không muộn hơn nữa sở kiếm thu còn đặc biệt cảnh cáo nàng nếu như nàng không nghe khuyến cáo lời nói hắn liền đến đem bố trí đại đan phù trận phá hủy có sở kiếm thu lần này cảnh cáo tần diệu yên mặc dù lòng ngứa ngáy rất muốn thử một phen luyện chế tiên thiên cấp biệt đan dược nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống nàng bây giờ cùng sở kiếm thu đang tự tình trạng ý thiếp ngọt ngào vô cùng nàng cũng không muốn làm trái sở kiếm thu ý nguyện nếu là chọc giận sở kiếm thu mà nói sự tổn thất của nàng vậy coi như lớn tại tu vi tăng mạnh lại có sở kiếm thu bố trí đại đan phù trận phụ trợ phía dưới tần diệu yên luyện chế tiên thiên cấp biệt phía dưới bất luận cái gì đan dược đều phải tâm ứng tay vô cùng dễ dàng cửu khê đại lục tích ngọc tông di chỉ trên bầu trời thiên địa dị tượng chậm rãi tiêu tan quách bạch mai từ trong bế quan tích ngọc tông chủ phong đi ra một thân khí tức cường đại ba động rất rõ ràng nàng lúc này đã thành công đột phá đến thiên diễn cảnh nhìn thấy quách bạch mai từ chỗ bế quan đi tới thiên phượng cung chủ tại tĩnh hà lạc tiết bình cùng nông cốc thúy bốn người nhao nhao tiến lên hướng quách bạch mai chúc mừng chúc mừng quách lão tổ quách lão tổ chúc mừng chúc mừng quách lão tổ đột phá thiên diễn cảnh chúng ta thiên phượng cung liền lại nhiều một cái thiên diễn cảnh cường giả hì hì thực sự là nghĩ không ra có một ngày chúng ta thiên phượng cung thế mà lại nắm giữ dòng giã năm tên thiên diễn cảnh cường giả bằng vào chúng ta thiên phượng cung thực lực bây giờ chỉ sợ liền vạn bảo tông đều khó mà so sánh với chúng ta chúng ta thiên phượng cung đã coi như là đáng mặt năm đại tông môn đứng đầu một đám nữ nhân tụ tập cùng một chỗ, cao hứng bừng bừng lẫn nhau khoe khoang. Chương 4206 cầu tình. Quách Bạch Mai đột phá thiên diễn cảnh tin tức. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên phượng cung tin tức này. Tại toàn bộ thiên phượng trong cung đều nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Tại tĩnh Hà, Lạc Tiết Bình cùng nông cốc thúy ba người đột phá thiên diễn cảnh. Đưa tới chấn động kém xa tít tắp Quách Bạch Mai đột phá tới để cho người ta rung động bởi vì tại tĩnh hà lạc tiết bình cùng nông cốc thúy ba người dù sao coi như tương đối trẻ tuổi cho dù là niên linh lớn nhất nông cốc thúy cùng quách bạch mai dạng này thiên phượng cung lão tổ so sánh cũng vẫn như cũ trẻ tuổi vô cùng nông cốc thúy niên kỷ lại lớn dù sao cũng là cùng nhậm chức thiên phượng cung chủ đồng lứa người nhưng mà quách bạch mai lại là cùng thiên phượng cung thái thượng trưởng lão đàm cần đồng lứa người xem như thiên phượng trong cung lớn tuổi nhất bối phận cao nhất lão tổ giống quách bạch mai dạng này niên kỷ lớn như vậy người võ đạo tiềm lực cũng gần như tiêu hao hầu như không còn nàng có thể đột phá nửa bước thiên diễn cảnh đang lúc mọi người trong mắt nàng võ đạo chi lộ cũng coi như là đi đến cuối con đường nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là dù cho giống quách bạch mai lớn như thế tuổi người thế mà cũng có thể đột phá đến thiên diễn cảnh. Điều này thật làm người khác không thể tưởng tượng. Quách Bạch Mai đột phá đến thiên diễn cảnh sau, Không chỉ mình mang ý nghĩa nàng thực lực đại trướng, hơn nữa. Còn mang ý nghĩa nàng thọ nguyên tăng nhiều tại đột phá thiên diễn cảnh phía trước. Quách Bạch Mai tuổi tác tại trong nửa bước thiên diễn cảnh võ giả cũng lộ ra xem như rất lớn. Nhưng mà tại nàng đột phá đến thiên diễn cảnh sau đó, tại trong thiên diễn cảnh võ giả, tương đối mà nói, liền lộ ra trẻ tuổi hơn nhiều. Đương nhiên, nàng không thể cùng sở tương thiên. Thiên phượng cung chủ loại tu luyện này tuế nguyệt không đến ngàn năm tuyệt thế thiên kiêu so. Sánh, nhưng cùng thiên vũ đại lục những thứ khác thiên diễn cảnh cường giả so sánh. Niên linh tuyệt đối không tính là lớn. Lấy quách bạch mai bây giờ tuổi tác dù cho nàng về sau không cách nào lại đột phá, một mực dừng lại ở thiên diễn cảnh sơ kỳ nàng lại tiếp tục sống trên trăm vạn năm cũng là dễ dàng cho nên quách bạch mai đột phá đến thiên diễn cảnh tin tức này đối với thiên phượng cung một đám niên linh rất lớn lão tổ tới nói ý nghĩa trọng đại có thể tưởng tượng được khi tin tức kia truyền đến thiên phượng cung thái thượng trưởng lão đàm cần trong tai thời điểm đàm cần liền sẽ ngồi không yên trước kia nàng còn không nể mặt được mặt tới chủ động hướng thiên phượng cung chủ chịu thua khẩn cầu nhưng mà tại tin tức này kích thích phía dưới nàng cuối cùng vẫn là cũng nhịn không được nữa mặt mũi trọng yếu đến đâu cũng không thể cùng tuổi thọ so sánh lấy nàng trước mắt loại tình huống này nếu là lại không cách nào đột phá thiên diễn cảnh mà nói chỉ sợ cũng không mấy năm sống khỏe hơn nữa càng về sau kéo tính mạng của nàng chi lực đã tiêu hao càng nhiều như vậy nàng đột phá thiên diễn cảnh hy vọng thì càng xa vời cho nên khi nghe đến quách bạch mai đột phá thiên diễn cảnh tin tức này sau đó đàm cần lập tức chạy đến nam châu đi tới thiên phượng cung chủ trong phủ đệ thái thượng trưởng lão tìm bản cung là có chuyện gì không thiên phượng cung chủ liếc mắt nhìn đàm cần sắc mặt lạnh nhạt nói nàng đối với đàm cần nhưng không có hảo cảm gì trước đó nếu không phải là đàm cần đối với thạch thiên liễu ủng hộ nàng tại thiên phượng cung tình cảnh không đến mức gian nan như vậy mặc dù bây giờ nàng thực lực đại trướng triệt để nắm trong tay thiên phượng cung không đến mức đối với đàm cần muộn thu nợ nần nhưng mà cũng không đến nỗi đối với nàng có cái gì tốt sắc mặt đàm cần liếc mắt nhìn thiên phượng cung chủ sau một khác nàng trực tiếp hai đầu gối khẽ cong phù phù một tiếng Quỳ rạp xuống Thiên Phượng cung chủ trước mặt, nước mắt khóc thảm, tiếng buồn bã nói, "Cung chủ, ta trước đó bị ma quỷ ám ảnh, đã từng đối với cung chủ làm qua không thiếu chuyện quá đáng. Cung chủ vô luận như thế nào trừng phạt ta, ta đều cam tâm tiếp nhận. Chỉ là, lão thân một đời đối với Thiên Phượng cung, mặc dù không nói lớn bao nhiêu cống hiến, nhưng cũng một mực cẩn trọng mà thủ hộ Thiên Phượng cung trong mấy trăm ngàn năm nay. Dù cho không có công lao, cũng có khổ lao." Mong cung chủ xem ở lão thân thủ hộ thiên phượng cung mấy chục vạn năm phân thượng. Cho ta một cái cơ hội, thiên phượng cung chủ nhìn thấy một màn này. Cả người cũng không khỏi trong nháy mắt đứng lên, trên mặt một hồi biến sắc. Nàng bây giờ không có ngờ tới tâm cao khí ngạo thái thượng trưởng lão đàm cần, có một ngày. Thế mà lại đối với chính mình ăn nói khép nép như thế, hơn nữa, còn hướng mình quỳ xuống. Quách bạch mai, nông cốc thúy, lạc tuyết bình cùng tại tĩnh hà tại nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không khỏi cũng là trong nháy mắt từ trên chỗ ngồi đứng lên, không còn dám tiếp tục ngồi. Đàm cần dù nói thế nào, cũng là thiên phượng cung bây giờ bối phận cao nhất người. Thực lực của các nàng, bây giờ mặc dù đều so đàm cần cường đại hơn nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, đàm cần đều xem như trường bối của các nàng. Cho dù là quách bạch mai cái này cùng đàm cần cùng một bối phận người đàm cần cũng như cũ là sư tỷ của nàng cho nên đối mặt đàm cần cái quỳ này các nàng là vô luận như thế nào đều ngồi không yên cung chủ cái này không bằng chúng ta liền cho thái thượng trưởng lão một cái cơ hội a à, thái thượng trưởng lão trước kia cách làm mặc dù không thích hợp nhưng mà trung quy là bảo vệ thiên phượng cung mấy chục vạn năm trước kia ân ân oán oán chúng ta không bằng liền như vậy bỏ qua thôi trong mấy trăm ngàn năm nay, Thái Thượng trưởng lão đối với Thiên Phượng Cung. Dù sao cũng là có rất lớn khổ lao. Đám người nhìn thấy đàm cần quỳ gối trước mặt bộ kia bộ dáng thê thảm. Lập tức cũng không khỏi động lòng chắc ẩn. Nhao nhao hướng thiên phượng cung chủ lên tiếng xin sỏ cho. Kỳ thực nói thật đàm cần trước đó ngoại trừ cùng các nàng ý kiến khác biệt. Cũng không có từng làm ra tổn hại thiên phượng cung sự tình thiên phượng cung chủ trước đó bị đủ loại bức bách càng nhiều là thế để thạch thiến liễu mượn nhờ đàm cần cáo mượn oai hùm làm ra đi ra ngoài cho nên đàm cần có lẽ cũng có sai nhưng cũng không coi là có cái gì sai lầm lớn huống hồ đàm cần tại thủ hộ thiên phượng cung phương diện đích thật là từng có đại công lao thiên phượng cung chủ tại thiên phượng cung tu luyện dù sao không đến ngàn năm hơn nữa đàm cần nhiều năm bế quan tu luyện nàng tại đàm cần đối với thiên phượng cung công lao phương diện cảm thụ cũng không sâu hơn nữa nàng tiến vào thiên phượng cung tu luyện thời điểm khi đó sư phụ của nàng nhậm chức thiên phượng cung chủ thực lực đã vượt qua đàm cần cho nên nàng cảm thụ càng nhiều là sư phụ mình đối với thiên phượng cung cống hiến to lớn mà không phải đàm cần nhưng quách bạch mai nông cốc thúy lạc tiết bình cùng tại tĩnh hà mấy người kia lại khác cho dù là trẻ tuổi nhất tại tĩnh Hà, tại Thiên Phượng Cung tu luyện. Cũng đã có mấy chục vạn năm, đàm cần đối với Thiên Phượng Cung ấn tượng, cảm thụ của các nàng. Là phi thường sâu sắc. Cho nên, giờ khác này, nhìn thấy đàm cần cái bộ dáng này. Các nàng toàn bộ cũng nhịn không được thay đàm cần cầu tình, tại đàm cần quỳ xuống một khắc này. Thiên Phượng Cung chủ đối với đàm cần oán khí, kỳ thực liền đã tiêu tán bây giờ gặp lại lạc tiết bình tại tĩnh hà cùng nông cốc thúy đám người cầu tình tự nhiên cũng không muốn lại tiếp tục hạn chế đàm cân nàng trở thành thiên phượng cung chủ sau đó sở dĩ có thể ngồi vững vàng vị trí đều là ba vị sư thúc đối với nàng không rời không bỏ hết sức ủng hộ đối với lạc tiết bình tại tĩnh hà cùng nông cốc thúy ba vị sư thúc trong nội tâm nàng vẫn luôn là vô cùng kính trọng huống hồ thực lực của nàng bây giờ dù cho đàm cần đột phá đến thiên diễn cảnh đối với nàng cũng tạo thành không là cái gì uy hát yêu ta cho nên bây giờ lại tiếp tục hạn chế đàm cần cũng không có ý nghĩa bao lớn thái thượng trưởng lão không phải ta không muốn cho ngươi cơ hội chỉ là chúng ta thiên phượng cung nhà bây giờ thực chất đã tiêu hao sạch sẽ thực sự góp không ra đầy đủ tài nguyên hối đoái một hồ lô hoang cổ linh khê rượu thái thượng trưởng lão muốn đột phá, cũng chỉ có thể chờ một chút. Chờ chúng ta gọp đủ đầy đủ chiến công sau đó, lại đến giúp thái thượng trưởng lão thiên. Phượng cung chủ tiến lên, đem đàm cần nâng đỡ nói. Trường 42076 tên thiên diễn cảnh cường giả. Nghe được thiên phượng cung chủ lời này, lạc tuyết bình. Tại tĩnh hà cùng nông cốc thúy mấy người, không khỏi một hồi hai mặt nhìn nhau. Các nàng rất rõ ràng, thiên phượng cung chủ lời này cũng không phải cái gì qua loa thoái thác chi từ, mà là thiên phượng cung tình huống trước mắt. Đích xác đã là hao sạch gia sản. Đang cấp quách bạch mai hối đoái cái kia một hồ lô hoang cổ linh khê từ thời điểm. Thiên phượng cung cũng đã đem sau cùng một điểm gia sản. Thế chấp cho sở kiếm thu, liền thiên phượng cung tuyệt đại bộ phận địa bàn. Cũng toàn bộ thế chấp cho sở kiếm thu. Bây giờ, ngoại trừ các nàng thiên phượng cung tông môn một điểm kia chỗ thiên phượng cung quản hạt địa vực đã toàn bộ vạch đến huyền kiếm tông danh nghĩa coi bọn nàng thiên phượng cung tình huống trước mắt thật đúng là không bỏ ra nổi đồ vật gì tới cùng sở kiếm thu hối đoái hoang cổ linh khê tử đàm sư tỷ không bằng ngươi chờ một chút chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ vì ngươi kiếm lời chiến công không dùng đến mấy năm hẳn là cũng có thể góp đủ đủ để hối đoái hoang cổ linh khê tử chiến công bây giờ thiên phượng cung tình huống, đích xác đã không bỏ ra nổi bao nhiêu gia sản. Quách bạch mai lúc này, cũng không nhịn được mở miệng đối với đàm cần khuyên nhủ. Ta không cần cái gì hoang cổ linh khê tử. Chỉ cần các ngươi cho ta một chút loại kia thần rượu nước linh tuyền. Ta liền đã vô cùng cảm kích đàm cần nghe vậy, vội vàng nói. Mặc dù nàng không tại Nam Châu, nhưng mà tần diệu yên ủ chế hoang cổ linh khê tử động tĩnh to lớn, nàng ở xa thiên phượng cung bên kia, cũng vẫn như cũ có thể phát giác được. Cho nên, nàng cũng là biết, huyền kiếm tông có một loại thần diệu vô biên linh tử gọi là hoang. Cổ linh khê tử, loại này hoang cổ linh khê tử. Cơ hồ khiến người có thể 100% đột phá thiên diễn cảnh. Hơn nữa, thiên phượng cung chủ trước mấy lần vì hối đoái hoang cổ linh khê tử, làm to chuyện. Đem số lớn thiên phượng cung khoáng mạch tài nguyên, thậm chí quản hạt lãnh địa. Thế chấp cho huyền kiếm tông sự tình, cũng không gạt được nàng. Bất quá, nàng lần này tới, cũng không phải hướng thiên phượng cung chủ cầu xin hoang cổ linh. Khê tử, nàng cũng căn bản không hy vọng xa vời cao cấp như vậy tài nguyên tu luyện. Nàng chỉ hy vọng, có thể có được một chút hoang cổ đại lục suối nước, liền đủ hài lòng. Nàng không thể so với quách bạch mai, lạc tuyết bình, nông cốc thúy những người này mới đột phá nửa bước thiên diễn cảnh không mấy năm, cho nên đột phá thiên diễn cảnh thời điểm mới cần hoang cổ linh khê tử thứ trí bảo này trợ giúp nàng tại trong nửa bước thiên diễn cảnh cảnh giới này đã sớm lắng động vô số năm tích lũy thâm hậu vô cùng nàng thiếu hụt chỉ là một cái thời cơ đột phá mà thôi nàng hoàn toàn có đầy đủ lòng tin chỉ cần cho nàng một chút hoang cổ đại lục suối nước nàng liền có rất lớn tỷ lệ đột phá thiên diễn cảnh. Căn bản không cần đến hoang cổ linh khê tử loại kia chí bảo, cái này, tốt à. Nghe được đàm cần lời này, thiên phượng cung chủ do dự một chút. Cuối cùng vẫn không có cự tuyệt, nàng lấy ra một chút hoang cổ đại lục suối nước. Giao cho đàm cần. Đa đà tạ cung chủ, đa tạ cung chủ. Đàm cần rốt cuộc đến nàng khát vọng đã lâu hoang cổ đại lục suối nước. Không khỏi vui đến phát khóc đối với thiên phượng cung chủ nói cảm ơn liên tục đạo nhìn thấy đàm cần như thế hèn mọn bộ dáng thiên phượng cung chủ trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài nàng một trái tim cũng cuối cùng triệt để mềm nhũn ra thời khắc này đàm cần cũng chỉ là một cái lão nhân đáng thương mà thôi nàng thật là không cần đem trước kia ân oán quá mức nhớ ở trong lòng nghĩ tới đây thiên phượng cung chủ lại lấy ra không ít trang thứ ba long nha mễ cùng với một chút hoang cổ đại lục cá lớn thịt cá giao cho đàm cần nói thái thượng trưởng lão ta đủ khả năng giúp cho ngươi cũng chỉ có vậy đa tạ cung chủ không so đo hiềm khích lúc trước cung chủ cho lão thân đã đủ nhiều đàm cần cảm động đến rơi nước mắt nói nếu như lão thân có thể thành công đột phá thiên diễn cảnh về sau nhất định đem thề sống chết hiệu chung cung chủ thái thượng trưởng lão không cần dạng này nếu như thái thượng trưởng lão có thể đột phá thiên diễn cảnh ta chỉ hy vọng Thái thượng trưởng lão đối với Thiên Phượng cung sơ tâm không thay đổi. Tiếp tục thủ hộ Thiên Phượng cung, ta liền đã đủ hài lòng. Thiên Phượng cung chủ nghe vậy, khoát tay áo nói, "Cung chủ dạy bảo, lão thân nhất định ghi nhớ tại tâm, không dám quên." Đàm Cần nghe vậy, vội vàng nói. Nói xong, Đàm Cần lại đối Quách Bạch Mai, Lạc Tiết Bình bọn người cảm tạ một phen. Liền cáo từ rời đi, tiến vào Cửu Khê đại lục tích Ngọc Tông Di chỉ bên trong. Bế quan đột phá thiên diễn cảnh đi. Nhìn xem Đàm Cần rời đi, đám người ánh mắt không khỏi vô cùng phức tạp, ai có thể nghĩ đến. Đã từng cao cao tại thượng, tâm cao khí ngạo thái thượng trưởng lão, thế mà lại có một ngày. Làm ra như thế hèn mọn tư thái, cái này trước kia xem ra. Quả thực là chuyện không dám tưởng tượng. Đàm Cần tích lũy quả nhiên thâm hậu vô cùng. Khi lấy được Thiên Phượng cung chủ cho phép hoang cổ đại lục suối nước trang thứ ba lòng nhà mễ cùng một chút hoang cổ đại lục thịt cá sau tại cửu khê đại lục tích ngọc tông di chỉ bế quan ngắn ngủi thời gian nửa tháng nàng liền đã thành công đột phá đến thiên diễn cảnh từ đó thiên phượng cung lại thêm một cái thiên diễn cảnh cường giả thiên diễn cảnh cường giả số lượng đạt đến dòng dã sáu tên mà đàm cần đột phá lần nữa tại trong cung thiên phượng nhấc lên một hồi cuồng nhiệt vô cùng sóng gió đàm cần cùng quách bạch mai hai tên già nhất lão tổ đột phá cái này khiến thiên phượng cung tất cả mọi người đều thấy được đột phá thiên diễn cảnh hy vọng dù sao liền đàm cần cùng quách bạch mai hai tên niên kỷ lớn như vậy người đều có thể đột phá thiên diễn cảnh các nàng những thứ này so đàm cần cùng quách bạch mai trẻ tuổi hơn nhiều võ giả đột phá thiên diễn cảnh liền càng thêm không có bất ngờ đàm cần tại đột phá thiên diễn cảnh sau đó cũng không có khôi phục trước kia loại kia kiêu ngạo chi khí. Mà là tiếp tục duy trì nhún nhường tư thái, bởi vì nàng thám thiế minh bạch. Bây giờ chỉ có dựa vào thiên phượng cung chủ, nàng tại trên võ đạo tiền đồ. Mới có thể đi được càng xa. Huống hồ, nàng dù cho đột phá thiên diễn cảnh, tại trên thực lực. Cùng thiên phượng cung chủ bọn người, tranh lệch vẫn tương đối lớn. Thiên phượng cung chủ cùng tại tĩnh hà, đột phá thiên diễn cảnh đến nay cũng đã có hơn 10 năm thực lực của hai người. Xa không phải nàng loại này mới lên cấp thiên diễn cảnh võ giả có thể so sánh. Huống hồ thiên phượng cung chủ trong tay. Còn nắm giữ một thanh tiên thiên trung phẩm trường kiếm pháp bảo khiến cho thực lực của nàng. Càng thêm như hồ thêm cánh. Chớ nói nàng loại này mới lên cấp thiên diễn cảnh võ giả. Cho dù là vừa thái sông loại này đạo minh trưởng lão hội trưởng lão bây giờ cũng đã không phải thiên phượng cung chủ đối thủ cho nên dù cho đã trở thành thiên diễn cảnh cường già đàm cần cũng vẫn như cũ biểu hiện vô cùng điệu thấp đột phá thiên diễn cảnh sau đó đàm cần cũng không có lại trở lại thiên phượng cung nàng ngọn núi kia bế quan tu luyện mà là tại chín suối trong đại lục mở ra một tảng lớn ruộng tốt đàng hoàng trồng lên ruộng tới tại bây giờ huyền kiếm tông trong hoàn cảnh nàng đột phá thiên diễn cảnh sau đó cũng là có lý tưởng nàng cũng lại muốn tại trong thiên diễn cảnh đi được cao hơn cũng muốn có thể hối đoái một kiện tiên thiên pháp bảo mà nàng muốn thu được đây hết thảy chỉ có một con đường có thể đi đó chính là tại chín suối trong đại lục đàng hoàng loại long nha mễ dù sao tại chín suối trong đại lục loại long nha mễ thiên diễn cảnh võ giả cũng không phải chỉ có một mình nàng quách bạch mai lạc tiết bình cùng nông cốc thúy ba người đồng dạng không phải là tại chín suối trong đại lục đàng hoàng làm ruộng. Chương 4208 hợp tác. Thiên Phượng cung, Thạch Thiến Liễu trong động phủ. Khi Đàm Cần hướng Thiên Phượng cung chủ chịu thua cầu tính. Hơn nữa thu được Thiên Phượng cung chủ thông cảm, Thiên Phượng cung chủ tặng cho tài nguyên. Để cho Đàm Cần thành công đột phá đến thiên diễn cảnh tin tức truyền đến thời điểm. Thạch Thiến Liễu trong lòng lập tức không khỏi vừa sợ vừa giận lại là sợ nàng vừa hận đàm cần xem như thiên phượng cung đường đường thái thượng trưởng lão. Thế mà hướng là yên ngọc tiểu tiện nhân kia chịu thua. Lại lo lắng đàm cần tại đột phá thiên diễn cảnh sau đó. Có thể hay không vì hướng là yên ngọc tiểu tiện nhân kia biểu trung tâm. Trực tiếp đem nàng cho xử lý. Trong lúc nhất thời, thạch thiến liễu trong động phủ đứng ngồi không yên. Kinh hoàng không chịu nổi một ngày, lúc nào cũng lo lắng có một ngày. Có người sẽ đến lấy tính mạng nàng. Ở trong lòng dưới sự sợ hãi, nàng rất muốn chạy trốn cách Thiên Phượng Cung, nhưng làm sao? Nàng bây giờ đã bị Đàm Cần xuống lệnh cấm túc, không cho phép nàng rời đi Thiên Phượng Cung tông môn nửa bước. Nàng tại Thiên Phượng Cung tông môn phạm vi bên trong hoạt động có thể, nhưng mà, một khi nàng muốn rời khỏi Thiên Phượng Cung tông môn phạm vi, liền sẽ bị Thiên Phượng Cung chuyên môn phái tới trông coi nàng trưởng lão ngăn lại bây giờ thiên phượng cung thực lực quá cường đại, chỉ là phi thăng cảnh đỉnh phong cường già. Liền vượt qua hai ngàn người, nàng cái này đã từng không ai bì nổi thiên phượng cung đại trưởng. Lão, tại bây giờ thiên phượng cung, thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiên phượng cung tùy tiện phái một cái trưởng lão tới, về mặt thực lực. Đều có thể dễ dàng nghiền ép nàng, bây giờ, liền thẩm ngọc anh cái kia tiện tí. Cũng đã đột phá đến phi thăng cảnh đỉnh phong cái kia từng tại trong mắt của nàng căn bản chẳng thèm ngó tới tiện tí bây giờ lại có có thể dễ dàng treo lên đánh thực lực của nàng càng là theo thời gian trôi qua thiên phượng cung thực lực phát triển càng ngày càng cường đại thạch thiến liễu trong lòng thì càng dày vò nàng bây giờ tại trong cung thiên phượng quả thực là một ngày bằng một năm kỳ thực thiên phượng cung mặc dù cấm nàng rời đi thiên phượng cung tông môn phạm vi nhưng lại cũng không có cấm người khác tới thăm nàng nàng những đệ tử kia muốn đến thăm nàng cũng vẫn là có thể nhưng tiếc là chính là nàng những cái kia thân truyền đệ tử từng cái giống như nàng cũng là vì tư lợi hà khắc chi đồ bây giờ nhìn thấy nàng gặp rủi ro toàn bộ đều giống như tránh ôn thần đồng dạng đối với nàng tránh chi chỉ sợ không bằng hận không thể nghĩ hết tất cả biện pháp rũ sạch cùng nàng quan hệ như thế nào có thể sẽ chủ động tới thăm nàng liền nàng nhất là yêu quý thân truyền đại đệ tử vũ lăng băng bây giờ cũng đồng dạng đối với nàng trốn tránh sớm liền nhìn về phía thiên phượng cung chủ phía bên kia tại lúc mới bắt đầu vũ lăng băng bọn người hãy còn có chút chiếu cố nàng người sư phụ này nhưng khi các nàng nhìn thấy đã từng thiên phượng cung những cái kia võ đạo thiên phú kém xa đệ tử của các nàng từng cái tu vi không ngừng siêu việt các nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh tại huyền kiếm tông những cái kia thần diệu vô biên tài nguyên tu luyện mê hoặc trí mạng phía. Dưới, vũ lăng băng bọn người, căn bản là không kiên trì được bao lâu, liền triệt để phản bội. Nói thật, bây giờ muốn nhất diệt trừ thạch thiến liễu người. Không phải thiên phượng cung chủ cùng lạc tiết bình những thứ này đã từng nàng đối thủ cũ. Ngược lại là thạch thiến liễu người thân nhất những đệ tử kia. Bởi vì chỉ có thạch thiến liễu ở nhân gian tiêu thất thiên phượng cung trưởng lão và các đệ tử mới có thể dần dần quên lãng khi xưa chuyện cũ mà chỉ cần thạch thiến liễu tồn tại một ngày liền thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy thiên phượng cung các đệ tử các nàng những người này đã từng từng làm ra cỡ nào ngang ngược càn rỡ sự tính nhưng bởi vì thiên phượng cung chủ cùng lạc tiết bình các nàng chưa từng tỏ thái độ thạch thiến liễu nhất mạch kia thân truyền đệ tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tùy ý đối với thạch thiến liễu hạ thủ bằng không một khi chọc giận thiên phượng cung chủ các nàng cũng sẽ không có kết quả gì tốt những thứ này dùng võ lăng băng cầm đầu đã từng đại trưởng lão một mạch thân truyền đệ tử bởi vì bây giờ cũng thu được huyền kiếm tông lệnh bài thân phận dung nhập vào huyền kiếm tông chiến công hối đoái thể hệ bên trong một chút võ đạo thiên phú kiệt xuất võ giả tỷ như vũ lăng băng tại huyền kiếm tông những cái kia thần diệu vô biên tài nguyên duy trì dưới tu vi đột nhiên tăng mạnh bây giờ đã đột phá đến phi thăng cảnh trung kỳ cùng thạch thiến liễu cảnh giới đã không có bao nhiêu tranh lệch hơn nữa bởi vì các nàng sử dụng huyền kiếm tông những cái kia tài nguyên tu luyện tu luyện luyện hóa chân nguyên càng thêm ngưng luyện cái này khiến các nàng chiến lược so với cùng giai võ giả cường đại hơn nhiều cho nên giống vũ lăng băng chờ một bộ phận thạch thiến liễu đệ tử tại trên thực lực kỳ thực đã vượt qua thạch thiến liễu chỉ cần thiên phượng cung chủ dù là toát ra nửa điểm muốn xử lý thạch thiến liễu ý đồ căn bản cũng không cần thiên phượng cung chủ phí bất luận cái gì tay chân thạch thiến liễu những thứ này thân truyền đệ tử liền sẽ thứ trong lúc nhất thời đem thạch thiến liễu từ nhân gian biến mất mà đối với đây hết thảy thạch thiến liễu trong lòng tự nhiên cũng là lòng biết rõ cũng chính bởi vì trong nội tâm nàng đối với mấy cái này sự tình rất rõ ràng nàng bây giờ mới có thể trải qua như thế dày vò cả ngày kinh hoàng không chịu nổi một ngày một ngày bằng một năm nàng cảm giác là yên ngọc tiểu tiện nhân kia cũng không giết nàng lại không thả nàng rời đi mục đích đúng là vì dạng này trên tinh thần không ngừng mà dày vò nàng lấy thực hiện đối với nàng trả thù. Một ngày này, Thạch Thiến Liễu đang đang lo lắng bất an thời điểm, bỗng nhiên. Trong động phủ một thân ảnh, chậm rãi nổi lên, ai, Thạch. Thiến Liễu đột nhiên quay đầu, hướng về đạo thân ảnh này nhìn lại, nghiêm nghị quát to, đại. Trưởng lão, là ta. Đạo thân ảnh kia tiếp tục hướng về Thạch Thiến Liễu đi tới. Lộ ra đạo thân ảnh này khuôn mặt, phong ca lan, là ngươi, ngươi tới làm gì? chẳng lẽ là yên ngọc tiểu tiện nhân kia cuối cùng nhịn không được phái ngươi tới giết ta thạch thiến liễu nhìn qua người tới cảnh giác vô cùng nói người tới chính là khi xưa phong nguyên vương triều trưởng công chúa phong ca lan đại trưởng lão nói đùa cung chủ nếu là muốn giết ngươi mà nói làm sao lại phái ta loại này không quan hệ quan trọng hơn tiểu nhân vật tới phong ca lan nghe vậy cười một cái nói vậy ngươi tới đây làm gì thạch thiến liễu nhìn chằm chằm phong ca lan cảnh giác hỏi mặc dù phong ca lan bây giờ chỉ là một cái chỉ là nửa bước phi thăng cảnh võ giả tại trên tu vi so với nàng yếu đến nhiều nhưng mà thạch thiến liễu lúc này giống như chim sợ cành cong cả ngày đều nghi thần nghi quỷ nhìn thấy bất luận kẻ nào cũng hoài nghi đối phương có phải hay không muốn muốn tới giết chính mình ta đến tìm đại trưởng lão là muốn cùng đại trưởng lão tiến hành hợp tác phong ca lan nhìn xem thạch thiến liễu sắc mặt bình tĩnh nói hợp tác với ta a à, ta bây giờ tự thân khó đảm bảo có cái gì đáng giá ngươi hợp tác phong ca lan không cần chơi loại trò vặt này nói thẳng a à, ngươi tìm đến ta đến tột cùng có gì ý đồ thạch thiến liễu đối với phong ca lan mà nói lại là nửa điểm cũng không tin nàng bây giờ tại thiên phượng cung giống như chuột chạy qua đường đồng dạng người người kêu đánh đã từng có quan hệ tới mình người hoặc là muốn lộng chết chính mình hoặc là đối với chính mình tránh chi chỉ sợ không bằng bây giờ nàng căn bản là không có nửa điểm giá trị lợi dụng phong ca lan làm sao lại tìm nàng hợp tác đối với phong ca lan lời này nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng chính là bởi vì đại trưởng lão tình cảnh như vậy cho nên đại trưởng lão mới có thể sẽ trở thành ta duy nhất minh hữu ngoại trừ đại trưởng lão ta tại thiên phượng cung cùng huyền kiếm tông bên trong. Cũng cũng tìm không được nữa, bất luận cái gì đáng tin cậy người, phong. Ca Lan nhìn xem thạch thiến liễu, chậm rãi nói. Chương 4209 hợp tác. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Thạch thiến liễu nghe vậy. Mặc dù trong mắt vẻ cảnh giác không giảm, nhưng vẫn là nhịn không được tò mò hỏi. Nghĩ đến đại trưởng lão cũng biết ta đã từng là phong nguyên vương triều trưởng công chúa tại ta vừa mới trở lại phong nguyên vương triều thời điểm đã từng đem sở kiếm thu đắc tội đến không nhẹ phong ca lan nói chẳng lẽ người vẫn còn muốn tìm sở kiếm thu báo thù hay sao thạch thiến liễu nghe nói như thế không khỏi cười lạnh một tiếng nói sở kiếm thu thế nhưng là huyền kiếm tông chân chính trưởng khống giả liền la yên ngọc lạc tiết bình tại tĩnh hà những thứ này tiểu tiện nhân đều muốn hết nghe hắn hơn nữa tiểu tử này vẫn là sở tương thiên nhi tử ngay cả vương gia cấp độ kia vô cùng cường đại thế lực đều tại thủ hạ huyền kiếm tông cắm một cái lớn bổ nhào tổn thất nặng nề vô cùng lấy phong ca lan năng lực muốn tìm sở kiếm thu báo thù không ngoài người si nói mộng đại trưởng lão nói đùa ta vẫn biết mình có bao nhiêu cân lượng nơi nào dám động ý nghĩ thế này sở kiếm thu có thể tha ta một mạng ta đã vô cùng cảm kích nào dám nghĩ lấy tìm hắn báo thù. Phong Ca Lan lắc đầu tự diễu cười nói. Đã ngươi không muốn tìm sở kiếm thu báo thù, vậy ngươi tới tìm ta, muốn hợp tác cái gì? Thạch Thiến Liễu nghi ngờ hỏi, sở kiếm thu tất nhiên đã không muốn cùng ta đồng dạng tính toán. Nhưng mà ta tại huyền kiếm tông, còn có một cái đối thủ một mất một còn, nam cung nhiễm tuyết. Tiện nhân kia vẫn luôn không chịu buông tha ta. Muốn tìm cơ hội giết ta, ta mặc dù bình thường một mực hơi tâm đắc rất tranh thủ không lạc đàn bị tiện nhân kia đụng tới nhưng một mực như vậy phòng bị đi cũng trung quy không phải biện pháp cho nên ta liền muốn tìm một cái minh hữu hai bên cùng ủng hộ ở lúc mấu chốt có thể có một cái phối hợp phong ca lan nói cho nên ngươi chính là bởi vì chuyện này muốn tìm ta hợp tác thạch thiến liễu hỏi không tệ tại toàn bộ huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung duy nhất cùng ta tình cảnh tương tự người cũng chỉ có đại trưởng lão ngươi những người khác cũng sẽ không nghĩ đắc tội nam cung nhiễm tiết tiện nhân kia trăm phương ngàn kế nghĩ leo lên sở kiếm thu giường cho sở kiếm thu làm nhân tình mặc dù đến bây giờ nàng cũng còn không có bị sở kiếm thu thu vào làm thiếp nhưng rất nhiều người cũng đã đem nàng coi là sở kiếm thu một trong những nữ nhân cho nên toàn bộ thiên phượng cung cùng huyền kiếm tông ta có thể tìm cũng chỉ có đại trưởng lão ngươi, phong ca lan bình tĩnh nói. vậy ngươi muốn cùng ta hợp tác thế nào? thạch thiên liễu hỏi. nghe được phong ca lan lời nói này, nàng đối với phong ca lan đã tin tưởng hơn phân nửa. bởi vì phong ca lan cùng nam cung nhiễm tuyết chi ở giữa ân oán, tại huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung căn bản cũng không phải là bí mật gì. rất dễ dàng liền có thể nghe được tin tường. tại nàng còn không có triệt để thất thế phía trước nàng đối với phong ca lan vẫn là từng làm qua một phen điều tra bởi vì lúc đó nàng đã từng muốn đem phong ca lan coi như là nhãn tuyến để nàng mai phục tại nam châu nhìn chằm chằm thiên phượng cung chủ cùng nàng nhất mạch kia đệ tử tại nam châu nhất cử nhất động cho nên đối với phong ca lan nội tình thạch thiến liễu rất rõ ràng phong ca lan bây giờ nói tới những lời này cũng không có một câu làm bộ cũng là nàng trải qua sự thật nam cung nhiễm tuyết cùng gió ca ngăn cản ở giữa đã từng bùng nổ qua nhiều lần kịch liệt xung đột nếu không phải là lúc đó có những người khác tại chỗ cứu viện kịp thời chỉ sợ phong ca lan sớm đã bị nam cung nhiễm tuyết làm thịt rồi cũng sống không đến bây giờ rất đơn giản ta cung cấp một chút huyền kiếm tông tài nguyên cho đại trưởng lão về mặt tu luyện trợ đại trưởng lão một chút sức lực Đại trưởng lão cùng ta cùng một chỗ đối phó Nam cung Nhiễm Tuyết, đương nhiên. Ta cũng không yêu cầu xa vời đại trưởng lão có thể giúp ta giết Nam cung Nhiễm Tuyết. Nếu thật là giết Nam cung Nhiễm Tuyết mà nói, hai chúng ta ai cũng sống không được. Ta chỉ có một cái yêu cầu, tại thời khắc mấu chốt. Đại trưởng lão có thể bảo đảm ta một mạng, Phong Ca Lan nói ta. Bây giờ liền Thiên Phượng cung tông môn phạm vi cũng không ra được làm sao có thể giúp nhận được ngươi, thạch thiến liễu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Cái này đại trưởng lão đều có thể yên tâm, lấy như hôm nay phượng cung tốc độ phát triển. Nghĩ đến rất nhanh, cung chủ cũng sẽ không chú ý tới đại trưởng lão dạng này tiểu nhân vật. Không cần bao lâu, ta đoán chừng cung chủ cũng sẽ không lại phái người tới hạn chế đại trưởng. Lão hành động, thiên phượng cung bây giờ cần chú ý đồ vật rất nhiều rất nhiều giống cung chủ dạng này thiên diễn cảnh cường giả thì sẽ không lại đem bao nhiêu lực chú ý đặt ở thiên diễn cảnh phía dưới tiểu nhân vật trên người phong ca lan nói đương nhiên nếu như cung chủ cuối cùng lựa chọn là đem ngươi trực tiếp diệt đi chấm dứt hậu hoạn cái kia làm ta hôm nay hết thầy không nói hảo ta đáp ứng ngươi thạch thiến liễu nghe vậy gật đầu một cái nói nói thật lấy nàng tình cảnh hôm nay đã xấu không thể xấu nữa có thể có được huyền kiếm tông những cái kia thần diệu tài nguyên tu luyện tăng cường thực lực của mình cũng có thể để cho nàng tại quan trọng trước mắt. Nhiều một phần khả năng sống sót tính chất. Hảo, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Phong ca lan nghe vậy, cười một cái nói, phong ca lan cuối cùng. Lưu lại một khỏa phi thăng đan cho thạch thiến liễu. Liền rời đi, thạch thiến liễu nhìn xem trong tay phi thăng đan, trầm ngâm nửa ngày. Cuối cùng vẫn đem viên này phi thăng đan cho ăn vào thạch thiến liễu tại phi thăng cảnh hậu kỳ tích lũy, vốn là cực kỳ thâm hậu. Lại uống viên này phi thăng đan sau đó. Rất nhanh liền đột phá đến phi thăng cảnh đỉnh phong, đối với thạch thiến liễu bên này phát sinh. Hết thảy, tự nhiên cũng không chạy khỏi sở kiếm thu tai mắt. Bất quá, sở kiếm thu đối với đây hết thảy, cũng không có đi quản, phong ca lan. Vốn chính là hắn một con cờ, một khỏa chôn ở thạch thiến liễu bên người quân cờ vốn là lấy thiên phượng cung thực lực hôm nay thiên phượng cung chủ muốn tiêu diệt thạch thiến liễu trên cơ bản là chuyện dễ dàng chỉ cần nàng hơi để lộ ra một chút ý đồ đều không cần nàng động thủ rất nhiều đã từng cùng thạch thiến liễu cùng một bọn thiên phượng cung trưởng lão hoặc chính nàng bản thân thân truyền đệ tử liền sẽ chủ động làm thay đem thạch thiến liễu từ nhân gian xóa đi mà giết thạch thiến liễu phong ca lan tự nhiên cũng không có cái gì giá trị lợi dụng nhưng sở kiếm thu liên tục cân nhắc phía dưới vẫn là đề nghị thiên phượng cung chủ lưu thạch thiến liễu một mạng đăng lý giải mấy trăm năm trước nhậm chức thiên phượng cung chủ tại dẫn dắt một đám thiên phượng cung phi thăng cảnh cường già từ biên cương trở về thiên phượng cung trên đường gặp phải huyết ma tông tập kích chuyện đã xảy ra sở kiếm thu luôn cảm giác ở trong đó có rất lớn kỳ quặc thạch thiến liễu ban đầu ở trong một đám thiên phượng cung cường già thực lực không phải tối cường một cái nhưng hết lần này tới lần khác cuối cùng một nhóm kia xuất trình biên cương thiên phượng cung cường già lại vẫn cứ chỉ có thạch thiến liễu cuối cùng sống tiếp được kết hợp với thạch thiến liễu trở lại thiên phượng cung sau đó đủ loại biểu hiện khiến cho chuyện này càng là tăng lên rất nhiều nỗi băn khoăn sở kiếm thu cũng không biết chính mình suy đoán đúng hay không, ngược lại, giữ lại thạch thiến liễu một mạng. Coi như là thả dây dài câu cá lớn. Nói không chừng, tại về sau một cái nào đó thời khác. Thạch thiến liễu sẽ đưa đến cái gì tác dụng không tưởng tượng nổi cũng không chắc. Thạch thiến liễu cùng gió ca ngăn cản cái này hai khỏa quân cờ. Coi như là hắn tiện tay ở dưới hai tay rảnh rỗi cờ tốt. Đến nỗi tương lai có thể hay không đưa đến cái tác dụng gì. Vậy thì chờ tương lai nhìn kỹ hãng nói. Có thể đưa đến tác dụng, vậy tốt nhất, nhưng cho dù cuối cùng không được cái tác dụng gì. Sở kiếm thu cũng không phải là rất để ý. Trường 4210 Thạch Thiến Liễu Tâm Tư. Đàm cần tại đột phá thiên diễn cảnh sau đó, cũng không có như Thạch Thiến Liễu sở liệu. Muốn diệt trừ nàng, hướng thiên phượng cung chủ biểu trung tâm. Ngược lại thay nàng hướng thiên phượng cung chủ cầu tính. Để cho thiên phượng cung chủ tha cho nàng một lần. Tại đàm cần cầu tình phía dưới, thiên phượng cung chủ cũng không có cự tuyệt, đồng ý đàm cần. Hủy bỏ đối với thạch thiến liễu lệnh cấm túc Không tiếp tục hạn chế thạch thiến liễu phạm vi hoạt động. Này cũng cũng không phải thiên phượng cung chủ bởi vì đàm cần cầu tình mà mềm lòng. Mà là bởi vì nàng căn cứ vào sở kiếm thu đề nghị thuận nước đẩy thuyền. Đem thạch thiến liễu tung ra ngoài mà thôi. Dù sao, nàng cũng rất muốn tra rõ ràng trước kia sư phụ nàng cùng một đám thiên phượng cung. Trưởng lão gặp phải huyết ma tông phục kích cơ hồ toàn quân bị diệt chân tướng sự tình. Một mực đem thạch thiến liễu kẹt ở thiên phượng cung trong tông môn. Nhưng không cách nào tra rõ ràng chuyện này chân tướng, biện pháp tốt nhất. Chính là dẫn xà xuất động trước tiên đem nàng phóng xuất. Sẽ chậm chậm quan sát hành động của nàng. Mới có thể đem trước kia chuyện kia chân tướng biết rõ ràng. Nếu như không phải đàm cần cầu tha thứ mà nói, nàng còn tìm không thấy thích hợp mượn cớ. Tới đem thạch thiến liễu phóng xuất đâu? Dù sao, nếu như nàng vô duyên vô cớ hủy bỏ đối với thạch thiến liễu trừng phạt. Lấy thạch thiến liễu giảo hoạt, rất có thể lại bởi vậy phát lên lòng đề phòng. Từ đó làm việc càng cẩn thận hơn, này liền rất khó bắt được nàng cái đuôi hồ ly. Có đàm cần cầu tình lấy cớ này, cái kia hết thảy sự tình liền thuận lý thành trương khi lấy được thiên phượng cung chủ sau khi đáp ứng. Đàm cần vui mừng quá đỗi, vội vàng thay thạch thiến liễu hướng thiên phượng cung chủ nói lời. Cảm tạ, thạch thiến liễu mặc dù đáng giận nhưng trung quy là nàng tương đối coi trọng một cái hậu bối. Nàng cũng không muốn nhìn xem thạch thiến liễu làm hỏng. Phía trước nàng không có đột phá thiên diễn cảnh, tự thân khó đảm bảo. Đương nhiên sẽ không đi để ý tới thạch thiến liễu nhưng bây giờ nàng đột phá thiên diễn cảnh sau đó thọ nguyên tăng nhiều tạm thời không có lo lắng tính mạng cũng liền suy nghĩ đem thạch thiến liễu đem thả đi ra khi lấy được thiên phượng cung chủ hứa hẹn sau đàm cần triệt bỏ trông coi thạch thiến liễu người hơn nữa tại đem thạch thiến liễu phóng xuất phía trước nàng đặc biệt nghiêm nghị dạy dỗ thạch thiến liễu một trận để cho thạch thiến liễu hấp thu lần này giáo huấn thay đổi triệt để một lần nữa làm người về sau thật tốt vì thiên phượng cung hiệu lực tranh thủ lấy công chuộc tội. Làm xong đây hết thảy sau đó, đàm cần liền lần nữa trở về cửu khê đại lục đi làm ruộng, thạch. Thiến liễu tại thu được tự do một khắc này, đơn giản giống như trong mộng đồng dạng. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng lại còn thật có khôi phục tự do một ngày. Tại xác nhận đây hết thầy, cũng không phải mình làm mộng thời điểm thạch thiến liễu trong lòng không khỏi một hồi cuồng hỉ bây giờ thu được tự do thạch thiến liễu nghĩ tới chuyện làm thứ nhất chính là xa xa thoát đi huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung địa giới cũng sẽ không quay lại nữa nhưng mà nàng đang phi hành một nửa đường đi thời điểm nhưng lại trở về trở về bây giờ la yên ngọc nếu đều đã không hạn chế tự do của nàng kia liền càng sẽ không lấy tính mạng của nàng nàng như vậy vội vã rời đi làm gì huyền kiếm tông đủ loại thần diệu vô biên tài nguyên tu luyện tại toàn bộ thiên vũ đại lục đoán chừng đều rất khó tìm phần thứ hai sao không tiếp tục lưu lại ở đây thật tốt lợi dụng huyền kiếm tông những thứ này tài nguyên tu luyện tăng cường chính mình thực lực mặc dù mình không cách nào thu được huyền kiếm tông lệnh bài thân phận không cách nào trực tiếp từ huyền kiếm tông hối đoái đủ loại tài nguyên tu luyện nhưng mà nàng không phải còn có gió ca ngăn cản sao ngày đó phong ca lan tìm tới cửa muốn cùng nàng hợp tác phong ca lan cho nàng cung cấp tài nguyên tu luyện mà nàng thì cho phong ca lan cung cấp che chở phía trước tính mạng của nàng ăn bữa hôm lo bữa mai đối với phong ca lan đề nghị cũng không phải rất để ở trong lòng nhưng bây giờ nàng đã thu được tự do bây giờ xem ra phong ca lan đề nghị hợp tác đích thật là một kiện chuyện không thể tốt hơn nữa nghĩ tới đây thạch thiến liễu lập tức tìm được phong ca lan một lần nữa nhắc lên ngày đó phong ca lan đề nghị hợp tác sự tình phong ca lan ngày đó như lời ngươi nói hợp tác sự tình bây giờ còn tính hay không đếm thạch thiến liễu nhìn xem phong ca lan hỏi tự nhiên chắc chắn bất quá người ngoại trừ cung cấp cho ta che chở cùng một chỗ đối phó nam cung nhiễm tiết chi bên ngoài còn muốn thay ta làm một việc phong ca lan nói sự tình gì thạch thiến liễu hỏi giúp ta trồng trọt long nha mễ phong ca lan nói ta muốn từ huyền kiếm tông hối đoái tài nguyên tu luyện cũng là cần chiến công ta một người trồng trọt long nha mễ chỗ kiếm được chiến công chỉ đủ ta một cá nhân tu luyện sử dụng người muốn thu được huyền kiếm tông tài nguyên tu luyện mà nói vậy thì giúp ta trồng trọt long nha mễ ta dùng những thứ này long nha mễ đổi lấy chiến công cuối cùng đổi lấy tài nguyên tu luyện cho ngươi thêm một phần hảo không có vấn đề thạch thiến liễu nghe vậy không chút do dự đáp ứng xuống mặc dù nàng phía trước một mực bị cấm túc tại thiên phượng cung tông môn bên trong nhưng mà nàng vô cùng rõ ràng huyền kiếm tông quy củ tuyệt đối không có không làm mà hưởng sự tính chính nàng không có huyền kiếm tông lệnh bài thân phận dù cho chồng long nha mễ cũng không cách nào hướng huyền kiếm tông hối đoái thành chiến công không có chiến công nàng cũng khó có thể từ huyền kiếm tông đổi lấy tài nguyên tu luyện huống hồ không có huyền kiếm tông lệnh bài thân phận nàng liền long nha mễ hạt giống đều hối đoái không đến dù cho nghĩ trồng trọt long nha mễ đều trồng trọt không được cùng gió ca ngăn cản tiến hành hợp tác đó là cả hai cùng có lợi sự tình tại cùng thạch thiến liễu đạt tới nhất trí sau đó phong ca lan liền lại đến trong huyền kiếm tông hộ bộ đổi một nhóm lớn long nha mễ hạt giống cùng thạch thiến liễu tiến vào chín suối trong đại lục chuẩn bị mở rộng Long Nha Mễ trồng trọt phạm vi. Phong Ca Lan lựa chọn chỗ tại Cửu Khê Đại Lục một chỗ vô cùng vắng vẻ địa vực. Rời xa Huyền Kiếm Tông cùng Thiên Phượng Cung tại Cửu Khê Đại Lục các nơi cứ điểm thành trí. Khi chưa có cùng Thạch Thiến Liễu hợp tác, nàng là không dám rời đi đám người quá xa. Mặc dù nàng là quân cờ sở kiếm thu, đang vì sở kiếm thu làm việc. Nhưng nàng cũng vô cùng sợ nam cung nhiễm tiết cái kia nữ nhân điên liều lĩnh xuống tay với nàng dù cho nam cung nhiễm tiết giết nàng nàng không tin sở kiếm thu còn có thể bởi vì chuyện này đối với nam cung nhiễm tiết như thế nào đoán chừng mắng nam cung nhiễm tiết một trận liền đã xem như xứng đáng nàng nhưng bây giờ có thạch thiến liễu che chở nàng liền yên tâm hơn nhiều nàng trực tiếp buông tha phía trước tại thiên phượng cung đông đảo đệ tử trồng trọt long nha mễ bên cạnh khai khẩn long nha mễ ruộng lúa chạy đến một chỗ hoang vu địa vực lại bắt đầu lại từ đầu khai khẩn một mảnh ruộng lúa thạch thiến liễu đi theo phong ca lan tại huyền kiếm tông sinh sống một đoạn thời gian cũng coi như thấy được phong ca lan tại huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung một đám võ giả bên trong rốt cuộc có bao nhiêu không được thích chẳng thể trách phong ca lan muốn tìm nàng hợp tác tại huyền kiếm tông cùng thiên phượng trong cung phong ca lan thật đúng là không có bao nhiêu đất đặt chân tình cảnh cũng liền so với nàng tốt hơn một chút mà thôi phong ca lan tìm tới nàng hai người cũng coi như là tại huyền kiếm tông bão đoàn sưởi ấm nhìn thấy một màn này thạch thiến liễu trong lòng không khỏi một hồi mừng thầm phong ca lan dạng này tình cảnh xem ra vẫn rất có hy vọng có thể kéo nàng nhập bọn bất quá chuyện này căn hệ trọng đại không thể nóng vội đối với phong ca lan khảo sát vẫn là phải càng xâm nhập thêm một chút mới được chương 4211 nóng nảy sinh ý. Sở kiếm thu tại huyền kiếm tông ở một đoạn thời gian. Cầm bán cho cố tiết tùng cái kia 100 ức cân long nha mễ. Chỗ đổi lấy một chút tiên thiên pháp bảo cùng với cửu giai pháp bảo. Đem phía trước bố trí phòng ngự đại trận lần nữa củng cố một phen. Huyền kiếm tông cái này phòng ngự đại trận nguyên bản uy lực cũng đã đầy đủ cường đại. Lần này đi qua sở kiếm thu lại một lần nữa gia cố tăng lên không ít tiên thiên pháp bảo cùng cửu giai pháp bảo khiến cho cái này hộ tông đại trận uy lực càng khủng bố hơn lực phòng ngự cũng càng vững như thành đồng lấy cái này hộ tông đại trận bây giờ lực phòng ngự chi kiên cố dù cho vương gia võ giả lại đến tiến đánh tùy ý bọn hắn kết trận công kích bọn hắn đều chưa hẳn có thể phá ra được cái này bảo hộ bảo hộ đại trận phòng ngự quang cháo làm xong đây hết thảy sau đó sở kiếm thu lúc này mới rời đi huyền kiếm tông thông qua vũ minh hoàng thành không gian thông đạo trở về đạo minh tổng bộ khi sở kiếm thu trở về tin tức vừa truyền ra vô số đạo minh đạo tử lập tức lũ lượt mà tới vọt tới hứa hoành hồ trong ngọn núi hướng sở kiếm thu cầu mua phi thăng đan kể từ sở kiếm thu bán ra phi thăng đan hiệu quả lớn tại trong đạo minh càng truyền càng xa không chỉ mình tại Đạo Minh tổng bộ đạo tử chạy tới hướng sở kiếm thu cầu mua đan dược. Một chút không tại Đạo Minh tổng bộ đạo tử vì mua sắm một khỏa phi thăng đan. Đều cố ý từ bên ngoài đuổi trở về. Đạo Minh vượt qua hơn trăm vạn đạo tử, đại bộ phận đều cũng không có lưu lại Đạo Minh tổng bộ. Rất nhiều đạo tử hoặc là đến biên cương tiền tuyến đi chống cự ma tộc xâm lấn, hoặc là liền đến Trung Châu các nơi đi tiến hành lịch luyện dù sao bình thường võ giả đến trong phi thăng cảnh cảnh giới này ngoại trừ tu luyện đến quan trọng trước mắt mới có thể bế quan tu luyện để đột phá cảnh giới mới tầm thường võ giả sẽ rất ít thời gian dài một mực bế quan tu luyện bởi vì cứ như vậy đối với tu luyện tới nói cũng không quá nhiều có ích ngược lại là đi ra bên ngoài tiến hành lịch luyện chiến đấu không ngừng đối với thực lực tăng lên càng có trợ giúp hơn nữa, một mực chờ tại đạo minh tổng bộ cũng không cách nào kiếm lấy điểm cống hiến. Từ trong đạo minh hối đoái tài nguyên tu luyện, đạo minh đạo tử ngoại trừ gia nhập vào đạo minh ban sơ 100 năm. Nắm giữ đạo minh mỗi tháng phân cho cố định tài nguyên phân ngạch. Vượt qua 100 năm sau đó, đạo minh cũng sẽ không lại không bồi thường cung cấp tài nguyên. Tu luyện, khi đó, đạo minh đạo tử muốn thu được tài nguyên tu luyện mà nói chỉ có thể tự kiếm lấy điểm cống hiến hướng đạo minh tiến hành hối đoái ở phương diện này đạo minh quy củ cùng huyền kiếm tông cũng cơ bản giống nhau bất quá bởi vì đạo minh thế lực quá sai lầm tổng phức tạp ở phương diện này rất khó làm được huyền kiếm tông như vậy công bình công chính mà thôi nhưng mặc dù có bộ phận đạo minh cao tầng hậu bối ỷ vào trưởng bối quyền thế chui đạo minh chỗ trống chiếm giữ không ít tài nguyên tu luyện nhưng mà phần lớn đạo minh đạo tử nhưng vẫn là cần tuân theo đạo minh quy củ dùng điểm cống hiến tới hối đoái tài nguyên tu luyện cho nên bình thường đạo minh đại bộ phận đệ tử hoặc là tiếp đạo minh nhiệm vụ đến thiên vũ đại lục các nơi thi hành nhiệm vụ hoặc là kết bạn đến thiên vũ đại lục các nơi tiến hành lịch luyện thu hoạch đủ loại cơ duyên lưu lại đạo minh tổng bộ đạo tử số lượng chỉ có khoảng một vạn người chiếm đoạt đạo tử số lượng tỷ trọng vẫn chưa tới một phần trăm lần này cũng là bởi vì phi thăng đan tin tức đưa tới oanh động quá lớn cho nên một chút ở vào cảnh giới bình cảnh đạo minh đạo tử mới có thể không xa vạn ức bên trong từ bên ngoài đuổi trở về nhưng những thứ này đạo minh đạo tử đuổi trở về sau hết lần này tới lần khác lại đụng tới sở kiếm thu trở về nam châu đi cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở lấy hôm nay sở kiếm thu trả lời minh tổng bộ tin tức vừa truyền ra những cái kia chờ đợi đã lâu đạo minh đạo tử tự nhiên vội vã không nhịn nổi mà một loạt mà tới nhìn xem nhiều như vậy cầu mua đan dược đạo từ lũ lượt đến nhà sở kiếm thu tự nhiên là mừng rỡ không ngậm miệng được đây quả thực là người trong nhà ngồi tiền tài đưa tới cửa a bởi vì lần này người thực sự nhiều lắm sở kiếm thu đang bận không được thời điểm đem a vũ công giã nghiên hứa hoành hồ, nam cung nhiễm tuyết, xuyên lam bay lên cùng vũ minh nham bọn người. Đều kéo đến giúp đỡ. Mà thôn thiên hổ, tiểu thanh điểu cùng đại ô quy, nhưng là phụ trách chấn tràng. Phòng ngừa có người quấy rối vẫn bận vài ngày sau, náo nhiệt mà rối ren tràng diện. Lúc này mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá, phía sau sinh ý, mặc dù không giống lúc mới bắt đầu bốc lửa như vậy. Nhưng mà mỗi ngày cũng chỉ có mấy tên đạo tử đến nhà mua sắm đan dược, trước đây sinh ý sở dĩ. Bốc lửa như vậy là bởi vì góp nhặt hơn mấy tháng từ bên ngoài chạy về đạo minh đệ tử. Cái này một nhóm đạo tử mua xong đan dược sau đó, đằng sau mỗi ngày chạy về đạo tử. Đều có thể lập tức tới cửa tới mua đan dược. Lưu lượng khách đương nhiên sẽ không giống trước mấy ngày bốc lửa như vậy. Sở Kiếm Thu nhìn thấy sinh ý vắng lạnh xuống, hắn liền lại đẩy ra long nha mễ đối ngoại tiến hành bán ra chấm PSI thăng đan, đó là đối với ở vào cảnh giới bình cảnh võ giả. Đột phá cảnh giới bích chướng dùng, bình thường chỉ có ở vào cảnh giới bình cảnh võ giả. Mới có thể cần dùng đến. Mặc dù phi thăng đan ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ. Dù cho coi như bình thường dùng tu luyện đan dược cũng không gì không thể. Nhưng mà phi thăng đan giá cả đắt vô cùng, không có ai sẽ xa xỉ đến, bình thường tu luyện cũng sử dụng phi thăng đan, nhưng sở kiếm thu mới đẩy ra long nha mễ, sẽ phải lợi ích thực tế hơn nhiều, long nha mễ công hiệu. Mặc dù không có phi thăng đan cường đại, nhưng mấu chốt là giá cả tiện nghi a, một cân long nha mễ chỉ cần 100 khối cửu phẩm linh thạch, cùng giá cả đắt vô cùng phi thăng đan so sánh, long nha mễ giá cả. Có thể nói là lại lương tâm bất quá, hơn nữa, long nha mễ dược tính ôn hòa, dễ dàng luyện hóa hấp thu còn có thể tẩm bổ nhục thân để thăng tư chất đây có thể nói là võ giả không thể tốt hơn tài nguyên tu luyện lòng nhà mễ dùng để bình thường tu luyện chuyển hóa chân nguyên tích lũy tu vi phi thăng đan dùng để đột phá cảnh giới bình cảnh hai người này phối hợp đơn giản chính là tuyệt diệu sở kiếm thu lòng nhà mễ một khi đẩy ra lần nữa tại trong đạo minh nhấc lên một hồi sóng to gió lớn sở kiếm thu sinh ý cũng lần nữa bốc lửa đạo minh đạo từ tiền trong túi cứ như vậy liên tục không ngừng mà chảy đến sở kiếm thu hông trong bọc một màn này thấy liền nói minh không thiếu thiên diễn cảnh cường già đều đỏ mắt không thôi sở kiếm thu trong khoảng thời gian này chỗ tiền kiếm được đoán chừng so với bất luận cái gì một cái đạo minh trưởng lão hội trưởng lão tài sản đều phong phú hơn vô số lần bất quá những người này đối với sở kiếm thu cái kia phong phú vô cùng tài sản thèm nhỏ dãi về thèm nhỏ dãi thế nhưng là không có bao nhiêu người dám đối với sở kiếm thu động oai tâm tưởng nhớ đường đường thiên diễn cảnh cường giả đối với một cái chỉ là đại thông huyền cảnh sơ kỳ võ giả hạ thủ mặc kệ là ai đều biết lập tức trở thành đạo minh mục tiêu công kích ai cũng không dám trắng trợn làm loại này xúc phạm danh giới cuối cùng chuyện vô sỉ huống chi, sở kiếm thu cũng không phải cái gì không bối cảnh chút nào dễ nhũi. Phụ thân hắn thế nhưng là bây giờ đạo minh đại danh đỉnh đỉnh sở tương thiên. Một cái liền nói minh cửu đại hộ pháp một trong lạnh hình. Đều có thể đánh bại tuyệt đỉnh cao thủ. Đang động sở kiếm thu phía trước bọn hắn đều phải cân nhắc một chút. Có thể hay không chịu đựng nổi sở tương thiên lửa giận. mười 4212 nóng nảy sinh ý. Một ngày này, hứa hoành hồ trên ngọn núi, nghênh đón một cái khách quen. Đạo Minh, một trong thập đại đạo tử, mục chữ nghi ngờ, mục chữ nghi ngờ năm đó ở Trung Châu võ. Đạo đại hội sau khi kết thúc không lâu, đã đột phá đến phi thăng cảnh. Lấy mục chữ nghi ngờ võ đạo thiên phú, tốc độ tu luyện nhanh, tự nhiên không thể nghi ngờ. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, hắn phi thăng cảnh sơ kỳ cảnh giới, liền đã hoàn toàn củng cố đương nhiên mục chữ nghi ngờ tốc độ tu luyện mặc dù nhanh nhưng cũng làm không được ngắn ngủi thời gian mấy năm liền từ vừa mới đột phá đến phi thăng cảnh sơ kỳ tu luyện tới phi thăng cảnh sơ kỳ bình cảnh giai đoạn cho nên phía trước hắn mặc dù cũng biết sở kiếm thu đẩy ra phi thăng đan nhưng hắn vẫn cũng không có tới mua sắm bởi vì lấy trước mắt hắn tình huống tạm thời còn không dùng được phi thăng đan nhưng ở nghe được sở kiếm thu đẩy ra long nha mễ sau đó mục chữ nghi ngờ liền lập tức tới cửa bởi vì long nha mễ loại này thiên tài địa bảo so với sử dụng cửu phẩm linh thạch tu luyện hiệu quả đều tốt hơn không chỉ gấp mấy lần đối với mục chữ nghi ngờ sở kiếm thu mặc dù không nói được có hào cảm gì nhưng cũng không thể nói là ác cảm người tới là khách sở kiếm thu đương nhiên sẽ không đem sinh ý cự tuyệt ở ngoài cửa hơn nữa mục chữ nghi ngờ vẫn là một cái thổ hào vừa ra tay chính là cực lớn thủ bút một hơi mua dòng giã 100 vạn cân long nha mễ. Trước kia bởi vì sở kiếm thu rời đi hư lăng bí cảnh. Bị trịnh hổ sông vào hỗn loạn trong vực sâu ra tay công kích. Gây nên hỗn loạn vực sâu không gian đổ sụp. Khiến cho hắn bị cuốn vào trong không gian loạn lưu. Đằng sau Trung Châu võ đạo đại hội điểm cống hiến xếp hạng. Sở kiếm thu cùng một đám thiên phượng cung đệ tử cũng không có tham gia cho nên lần này trung châu võ đạo đại hội cuối cùng từ mục chữ nghi ngờ rút ra thứ nhất trở thành trung châu võ đạo đại hội tên thứ nhất xem như khóa này trung châu võ đạo đại hội tên thứ nhất mục chữ nghi ngờ thu được đạo minh cực kỳ phần thưởng phong phú lấy mục chữ nghi ngờ bây giờ tài sản cũng không so một chút thiên diễn cảnh sơ kỳ cường giả yếu bao nhiêu cho nên mục chữ nghi ngờ lần này đến nhà ra tay cực kỳ xa xỉ không những mua 100 vạn cân long nhà mễ, còn mua không thiếu những đan dược khác. Hắn tại ở đây sở kiếm thu, một lần duy nhất tiêu phí. Đạt đến dòng dã năm ức cửu phẩm linh thạch đạo. Minh, một cái nào đó trong sân, Ly Thành từ bên ngoài đi vào. Đem một cái không gian giới chỉ đưa cho Ly Bân nói, cha. Đây là ta nắm bằng hữu mua cho ta phi thăng đan cùng long nha mễ. Ly Bân nghe vậy, tiếp nhận cái kia không gian giới chỉ, thần niệm thấm vào quét một chút. Gật đầu một cái nói, ân, rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng gai chấn bình. Liền bắt đầu chuyên tâm bế quan tu luyện A, tranh thủ sớm ngày đột phá phi thăng cảnh hậu ký. Nói xong, Ly Bân lấy ra bộ phận long nha mễ cùng hai khỏa phi thăng đan. Phân biệt giao cho Ly Thành cùng gai chấn bình. Tại sở kiếm thu tại trong đạo minh công khai bán ra phi thăng đan cùng Long Nha Mễ tin tức sau khi truyền ra. Ly Bân liền đem huyền vụ phủ tất cả tài phú tập trung lại, giao cho con của hắn Ly Thành. Để cho hắn sai người đến sở kiếm thu nơi đó mua sắm Long Nha Mễ cùng phi thăng đan. Mặc dù huyền vụ phủ cùng sở kiếm thu là sinh tử cừu địch. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn từ sở kiếm thu nơi đó mua sắm đan dược. Ngược lại chỉ cần có thể có trợ giúp đề thăng thực lực bản thân bọn hắn nơi nào quản đây có phải hay không là những thứ thuộc về địch nhân mà sở kiếm thu cũng đồng dạng mặc kệ tới mua đan dược và long nha mễ người là thân phận gì chỉ cần đối phương lấy ra tiền tới cho dù là địch nhân hắn cũng chiếu bán không lầm địch nhân về địch nhân làm ăn là làm ăn đối phương là địch nhân thân phận cũng không chậm trễ hắn kiếm tiền nhưng nếu như đối phương trêu chọc đến trên đầu của hắn cũng đồng dạng không chậm trễ hắn đem đối phương đánh chết. Sở kiếm thu bán ra ngoài tài nguyên tu luyện. Cũng là huyền kiếm tông kém hơn một bậc tài nguyên tu luyện. Huyền kiếm tông chân chính cấp cao nhất tài nguyên tu luyện. Sở kiếm thu là không thể nào sẽ lấy ra bán. Tỉ như giống trang thứ ba lòng nhà mễ, hoang cổ linh khê rượu cùng hoang cổ đại lục cá lớn. Sở kiếm thu trước mắt liền tuyệt sẽ không lấy ra công khai bán ra mà là chỉ có thể cung cấp cho mình tuyệt đối tin được chính mình người. Cho nên, sở kiếm thu cho tới bây giờ đều không lo lắng. Địch nhân ở lấy được tài nguyên tu luyện của hắn sau đó. Thực lực sẽ vượt qua hắn cùng huyền kiếm tông. Giống như huyền vụ phủ võ giả, dù cho mua đến phi thăng đan cùng long nha mễ. Đỉnh thiên cũng chính là tăng thêm nhiều mấy vị phi thăng cảnh đỉnh phong hoặc nửa bước thiên. Diễn cảnh võ giả mà thôi mà lấy sở kiếm thu thực lực trước mắt tầm thường phi thăng cảnh võ giả đỉnh cao. Đã rất khó đối với hắn tạo thành uy hát yêu ta rất lớn, có đại ô quy tại bên cạnh mình. Cho dù là nửa bước thiên diễn cảnh cường giả, cũng tương tự rất khó uy hát yêu ta được an toàn của hắn. Có thể nói, liền sở kiếm thu tình huống trước mắt thiên diễn cảnh phía dưới. Hắn hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào, cũng chính bởi vì vậy sở kiếm thu mới có thể tại trong đạo minh như thế không cố kỵ gì bán ra đủ loại thần rượu vô biên đan dược và long nha mễ li bân tại đem mua được đan dược và long nha mễ phân phát một phen sau đó chính hắn cũng bắt đầu tiến hành bế quan tu luyện có long nha mễ trợ giúp tốc độ tu luyện của hắn hẳn là có thể đề thăng không thiếu sau khi luyện hóa nhiều như vậy long nha mễ thực lực của hắn ít nhất có thể đủ đề thăng một hai lần, đến lúc đó, trả thù sở kiếm thu chắc chắn. Cũng có thể gia tăng thật lớn. Đối với trả thù sở tương thiên hòa la yên ngọc, hắn là không có gì trông cậy vào. Lấy thực lực của hắn, dù cho lại đề thăng gấp 10, chỉ cần không có đột phá thiên diễn cảnh. Đối mặt sở tương thiên hòa la yên ngọc như thế thiên diễn cảnh cường già. Đều không đủ đối phương một cái tay đánh. Cho nên, Ly Bân chỉ có đem mục tiêu báo thù rơi vào sở kiếm thu trên thân nếu là có thể giết sở kiếm thu cũng đủ để đối với sở tương thiên tạo thành vô cùng cực lớn trả thù khi lấy được những thứ này long nha mễ sau đó gai trì nhương cùng một đám huyền vụ phủ phi thăng cảnh võ giả cũng toàn bộ đều tiến hành bế quan tu luyện để mau chóng đề thăng thực lực bản thân trong nháy mắt lại là một tháng thời gian đi qua sở kiếm thu sinh ý cũng từ một bắt đầu cực độ nóng nảy dần dần bắt đầu bình thường trở lại dù sao đi qua thời gian dài như vậy tiêu thụ chỉ cần tại đạo minh tổng bộ võ giả trên cơ bản cũng đã đến mua qua hắn đan dược và long nha mễ dù cho rất nhiều khoảng cách đạo minh tổng bộ tương đối gần võ giả cũng đều nhao nhao chạy trở về trong đạo minh hướng hắn mua sắm đan dược còn lại những cái kia còn không có mua qua hắn đan dược đạo minh võ giả hoặc là chuyện quan trọng tại người, nhất thời không thể phân thân trở về. Hoặc là khoảng cách đạo minh tổng bộ quá xa, phụ cận lại không có đạo minh bố trí không gian thông đạo. Trong thời gian ngắn đuổi không trở lại, cho nên kế tiếp, mặc dù mỗi ngày cũng có người đến nhà cầu mua đan dược và long nha mễ, nhưng mà một ngày cũng liền thật lưa thưa mấy người, kém xa ngay từ đầu lúc sinh ý thịnh vượng. Nhưng đi qua một đoạn thời gian trước sinh ý đại hòa, Sở kiếm thu đã là kiếm tiền kiếm vào tay mềm, cái này hơn một tháng đến nay. Hắn đã kiếm lời dòng dã một nghìn ức cửu phẩm linh thạch, một nghìn ức cửu phẩm linh thạch. Đây chính là một bút khó có thể tưởng tượng tài phú khổng lồ. Toàn bộ thiên vũ đại lục có thể có được phong phú như vậy tài sản võ giả. Đoán chừng đều tìm không ra bao nhiêu người tới. mười 4213 giảng đạo đường đạo minh quả nhiên không hổ là nhân tộc thế lực cường đại nhất võ giả nơi này chính là nhiều tiền nếu không phải là đi tới đạo minh tổng bộ hắn cũng không biết phải tốn bao lâu mới có thể kiếm được một nghìn ức cửu phẩm linh thạch đâu mặc dù hư lăng đại lục cố tiết tùng cũng là một cái khách hàng lớn bán lòng nhà mễ cho hư lăng đại lục người cũng là một cọc kiếm lời lớn làm ăn lớn nhưng mà bởi vì hư lăng đại lục linh thạch đã bị tiêu hao sạch sẽ cố tiết tùng mỗi lần hướng hắn mua sắm long nha mễ cũng là sử dụng pháp bảo tới tiến hành thanh toán cùng hư lăng đại lục sinh ý kiếm được chỉ là số lớn pháp bảo mà cũng không phải là linh thạch mặc dù những cái kia cao dai pháp bảo đối với sở kiếm thu tới nói tác dụng cũng rất lớn nhưng dù sao cũng không thể hoàn toàn thay thế linh thạch tác dụng kiếm lời dòng dã một nghìn ức cửu phẩm linh thạch sở kiếm thu hông bao nâng lên tới sau đó hắn cũng không có giống phía trước vội vã như vậy mà kiếm tiền. Mà tại sinh ý bình thường trở lại, không có phía trước bốc lửa như vậy sau đó, hứa hoành hồ. Nam cung nhiễm tuyết cùng công dã nghiên bọn người. Cũng không có tiếp tục đến cho sở kiếm thu trợ thủ, các nàng tại đạo minh tổng bộ sinh hoạt. Cũng dần dần trở về quỹ đạo. Sở kiếm thu dần dần phát hiện, bọn gia hỏa này, mỗi ngày sáng sớm đều biết kết bạn ra ngoài. Tận tới đêm khuya, mới có thể trở lại. Lúc mới bắt đầu, Sở Kiếm Thu đối với chuyện này còn không như thế nào để ý. Nhưng mà sau một quãng thời gian, hắn phát hiện bọn gia hỏa này. Thế mà mỗi ngày đều làm như vậy, lần này, Sở Kiếm Thu lập tức liền không nhịn được tò mò trong lòng. A Vũ, các ngươi mỗi ngày ra ngoài cũng là đang làm gì? Sở Kiếm Thu tìm được A Vũ tò mò hỏi, "A. Thu ca ca, ngươi không biết sao, Vân trưởng lão mỗi ngày đều đang giảng đạo đường diễn thuật đại Đạo, giảng giải võ học, mỗi ngày đều có rất nhiều đạo minh đạo tử đi qua nghe giảng. Phía trước ngươi trở về Nam Châu thời điểm, ta cùng tiểu Nghiên, Nam cung tỷ tỷ. Hoành hồ đạo tử các nàng cũng là cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi nghe Vân trưởng lão giảng giải đại. Đạo võ học, nghe được Sở Kiếm Thu hỏi thăm, A Vũ không chút nào giấu giếm giải thích nói. Ta còn tưởng rằng A Thu ca ca đã sớm biết chuyện này đâu. Thì ra A Thu ca ca vẫn luôn không biết nha, a. Vũ cười híp nói, nàng ngửa đầu nhìn xem sở kiếm thu, một đôi mắt đẹp. Cong trở thành một đôi cong cong nguyệt nha, các. Người vẫn luôn không có nói cho ta biết, ta làm sao biết chuyện này. Sở kiếm thu nghe vậy, có chút tức giận khe khẽ gõ một cái đầu nhỏ của nàng nói, kể từ đi tới đạo. Minh tổng bộ sau đó, hắn vẫn luôn tại nhìn lấy bán hàng. Căn bản đều không kịp đi cẩn thận giải đạo minh, đối với đạo minh chuyện xảy ra, hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả nghe được a vũ lời này sau đó sở kiếm thu đối với vị kia vân trưởng lão cũng không khỏi hiện lên một cỗ lòng hiếu kỳ vị này vân trưởng lão đến tột cùng là thần thánh phương nào hắn giảng đạo truyền võ thật sự có lớn như vậy lực hấp dẫn lại có thể nhường a vũ công giã nghiên cùng nam cung nhiễm tiết những người này đối với hắn si mê như thế thế là ngày thứ hai sở kiếm thu liền đi theo đám người cùng tới đến đạo minh giảng đạo đường tới nghe vị kia vân trưởng lão giảng đạo truyền võ đi tới giảng đạo đường thời điểm lúc này giảng đạo đường đã là người đông nghìn nghịt ngồi đầy người thô thô xem xét cái này một vô cùng to lớn trong đại điện chỉ ít có bốn năm ngàn người có thể nói lưu lại đạo minh trong trụ sở chính đạo tử cơ hồ tới gần một nửa người Nhìn thấy một màn này, sở trong mắt kiếm thu không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh dị. Trong lòng âm thầm ngạc nhiên, cái này vân trưởng lão giảng đạo. Thật có lớn như thế lực hấp dẫn, thế mà hấp dẫn nhiều như vậy đạo minh đạo tử tới nghe rằng. Sở kiếm thu cùng A vụ đám người đi tới giảng đạo đường sau, tại trong đại điện. Tìm một cái chỗ ngồi, ngồi xếp bằng tiếp, bọn hắn ngồi xuống về sau, đợi nửa ngày một cái người mặc áo vải nam tử trung niên từ bên ngoài đại điện mặt đi đến tên này người mặc áo vải nam tử trung niên đi tới trong đại điện bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống hắn giống như ngày thường ánh mắt quét xuống phương đông đảo đạo tử một mắt sau đó liền muốn bắt đầu giảng đạo nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua sở kiếm thu trên người thần sắc không khỏi nao nao tiếp đó trong mắt lóe lên một nụ cười tiểu tử này cuối cùng chịu tới phía trước hắn giảng đạo thời điểm hứa hoành hồ a à vũ công giã nghiên bọn người chạy tới nghe rằng hắn tự nhiên cũng là rất vui lòng nhưng ở trong những người này không thấy sở kiếm thu trong lòng của hắn liền có phần có mấy phần tiếc nuối dù sao hắn đối với sở kiếm thu thế nhưng là ký thác cực lớn kỳ vọng cao tự nhiên hy vọng đem chính mình một thân sở học đối với sở kiếm thu dốc túi tương thụ nhưng tiếc là Sở Kiếm Thu đi tới Đạo Minh tổng bộ. Trước trước sau sau cũng đã không sai biệt lắm có thời gian nửa năm. Nhưng Sở Kiếm Thu lại vẫn luôn không có đặt chân qua giảng đạo đường nửa bước. Mà hắn dù sao cũng là đường đường Đạo Minh trưởng lão hội trưởng lão. Thực lực cường đại thiên diễn cảnh cường giả, Sở Kiếm Thu không tới. Hắn cũng không thể leo lên cột chủ động tới cửa. Đi cưỡng ép án lấy Sở Kiếm Thu tiếp nhận truyền thừa của hắn bây giờ sở kiếm thu rốt cuộc đã đến trong lòng của hắn tự nhiên rất là cao hứng đương nhiên xem như đường đường đạo minh trưởng lão hội trưởng lão vân hưng bình dù cho cao hứng trong lòng cũng sẽ không rõ ràng biểu hiện ra ngoài vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây mà như thường lệ giảng đạo a à, vũ vị này chính là như lời ngươi nói vân trưởng lão sở kiếm thu liếc mắt nhìn cái kia người mặc áo phải nam tử trung niên hướng A Vũ truyền âm hỏi, ừ, đúng vậy, A Thu Ca Ca, A. Vũ nghe vậy, liên tục gật đầu, truyền âm hồi đáp, ra hỏa này, là lai lịch thế nào, sở. Kiếm Thu lại hỏi, hắn chính là vân trưởng lão nha, còn có cái gì lối vào, A. Vũ nghe nói như thế, lập tức một mặt mơ hồ truyền âm nói, sở kiếm thu nghe nói như thế. Trong lòng không khỏi không còn gì để nói. Bất quá, hắn cũng biết nhà đầu ngốc này tính tình, cũng không có tiếp tục đến hỏi nàng mà là chuyển hướng hứa hoành hồ truyền âm hỏi, hứa hoành hồ, vị này Vân trưởng lão. Là lai lịch thế nào? A, à, Vân trưởng lão tên là Vân Hưng Bình, là đạo minh kiên định chủ chiến phái, hơn nữa. Vị này Vân trưởng lão, nhất là bình dị gần gũi, rất là bảo vệ hậu bối. Không giống các trưởng lão khác hội trưởng lão cao lãnh như vậy, tại trong đạo minh. Vân trưởng lão cơ hồ có thể nói là thụ nhất hậu bối kính yêu một vị trưởng lão hội trưởng lão hứa hoành hồ truyền âm nói vị này vân trưởng lão thực lực rất mạnh sở kiếm thu tiếp tục truyền âm hỏi ân rất mạnh ít nhất tại trong đạo minh trưởng lão hội trưởng lão thực lực xếp tại rất phía trước hứa hoành hồ gật đầu một cái truyền âm hồi đáp đó cùng sư phụ ngươi so sánh như thế nào sở kiếm thu truyền âm hỏi vậy khẳng định kém hơn ta sư phụ hứa hoành hồ nghe vậy rất là kiêu ngạo mà truyền âm nói sư phụ ta thế nhưng là cửu đại hộ pháp một trong, mà lại là cửu đại hộ pháp bên trong. Cơ hồ thực lực tối cường hộ pháp, cho dù ở trong toàn bộ đạo minh. Sư phụ ta cũng là có thể đứng vào năm vị trí đầu. Nhắc lên sư phụ của mình, hứa hoành hồ rất là đắc ý cùng tự hào, thần thái kia ở giữa. Để lộ ra tràn đầy cảm giác yêu việt ách. Hứa hoành hồ, đã ngươi sư phụ lợi hại như vậy, ngươi làm sao còn chạy đến nơi đây? Nghe vân trưởng lão giảng đạo. Sở kiếm thu nghe vậy, không khỏi có chút hiếu kỳ mà truyền âm hỏi. Chương 4214 giảng đạo đường. Hứa hoành hồ nghe nói như thế, sắc mặt đầu tiên là cứng đờ, tiếp đó huyết khí dâng lên. Chướng đến một tấm gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng, sở. Kiếm thu, người có thể chất vấn bản lãnh của ta. Nhưng tuyệt đối không cho phép chất vấn sư phụ ta. Hứa hoành hồ vô cùng phẫn nộ truyền âm nói. Sở kiếm thu nghe nói như thế, lại gặp được hứa hoành hồ bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Toàn thân phát run, không khỏi có chút không nói chuyện âm nói, hứa hoành hồ. Có chuyện thật tốt nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Lại nói, ta đây không phải chất vấn sư phụ ngươi, chỉ là trong lòng hiếu kỳ. Cho nên mới hỏi ngươi một chút mà thôi, ngươi không muốn nói coi như xong. Đến nỗi, phản ứng như thế lớn sao? Hừ, nghe được Sở Kiếm Thu lời này, Hứa Hoành hồ mặt lạnh, rất là khó chịu hừ một tiếng. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là hướng Sở Kiếm Thu giải thích nói, "Sư phụ ta xem như cửu đại hộ pháp một trong, bình thường rất bận rộn, hơn nữa hắn lại thường xuyên bế quan tu luyện, muốn trùng kích vào một cảnh giới. Nào có nhiều thời gian như vậy quản ta?" Vân trưởng lão mặc dù còn kém rất rất xa sư phụ ta, nhưng dù sao cũng là thiên diễn cảnh cường giả ta cũng chỉ có thể chấp nhận một chút lải nhải. Nàng cũng không muốn sở kiếm thu hiểu lầm sư phụ nàng chỉ là hư danh. Sư phụ nàng đoạn thiên hà tại trong mắt của nàng địa vị cao thượng vô cùng. Nàng có thể dung không thể người khác nói sư phụ nàng nửa câu không phải. Hai người chính thần niệm truyền âm, trò chuyện khởi kinh thời điểm. Đã thấy đến Vân Hưng Bình ánh mắt như có như không hướng bọn họ nhìn sang hứa hoành hồ nhìn thấy một màn này trong lòng lập tức không khỏi căng thẳng sở kiếm thu vân trưởng lão đoán chừng nghe được chúng ta nói chuyện đều tại ngươi hỗn đản này nghe rằng liền hảo hảo nghe rằng nói nhảm nhiều như vậy làm gì lần này liên lụy đến bản cô nương mất mặt cũng ném đi được rồi hứa hoành hồ thần niệm truyền âm hướng sở kiếm thu oán giận nói không Đến mức a, à, chúng ta vừa rồi thế nhưng là một mực tại thần niệm truyền âm. Dạng này Vân trưởng lão cũng có thể nghe được chúng ta nói chuyện, sở. Kiếm Thu nghe nói như thế, không khỏi có chút hoài nghi nói. Người đối với thiên diễn cảnh cường giả thủ đoạn, hiểu vẫn là quá ít thiên diễn cảnh cường giả. Đối với thực lực cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn võ giả ở giữa thần niệm truyền âm. Là có thể dễ dàng cảm giác được mà chúng ta cùng vân trưởng lão ở giữa thực lực sai biệt to lớn như thế cho dù là thần niệm truyền âm cũng khó có thể giấu giếm được cảm giác của hắn vừa rồi nói chuyện chắc chắn bị hắn nghe tính toán không nói với ngươi bản cô nương hôm nay quả thực là mất mặt quá mức rồi hứa hoành hồ sắc mặt nóng lên nói sở kiếm thu nhìn một chút đỏ bừng cả khuôn mặt hứa hoành hồ lại liếc mắt nhìn đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn vân hưng bình sắc mặt cũng không khỏi hơi đỏ lên. Xem ra, hứa hoành hồ nói thật có khả năng. Vân Hưng Bình rất có thể đem bọn hắn đối thoại mới vừa rồi. Toàn bộ đều nghe ở trong tay, nghĩ đến chính mình thế mà ngay trước mặt của người ta. Đi nghị luận đối phương thị phi. Sở kiếm thu trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một hồi thẹn thùng. Dù cho lấy ra mặt của hắn dày, lúc này cũng không khỏi khó được có chút đỏ mặt đứng lên, kế tiếp, sở kiếm thu không còn dám tiếp tục ở nơi này thần niệm truyền âm nói chuyện. Mà là tập trung ý chí, bắt đầu nghiêm túc nghe rằng. Vân Hưng Bình nhìn thấy sở kiếm thu cùng hứa hoành hồ trung thực xuống. Cũng không có tiếp tục đi để ý tới bọn hắn, hai người này. Đều không phải là cái gì an phận hạng người. Nhất là hứa hoành hồ, ỉ vào sư phụ nàng đoàn lão quái uy phong, tại trong đạo minh. Có thể nói là hoành hành không sợ, có rất ít người dám đi trêu chọc nàng, dù sao. Đoàn lão quái đó là nổi danh bao che khuyết điểm cùng không biết xấu hổ, bị hắn cho quấn lên. Cái kia không có gì tốt thời gian qua, dám động đồ đệ của hắn, quản ngươi là con em đời sau, vẫn là trưởng lão hội trưởng lão. Muộn côn cũng là chiếu gõ, không lầm kế. Tiếp Sở Kiếm Thu rất là lắng nghe Vân Hưng Bình giảng đạo, tại liên tiếp nghe xong mấy ngày sau, hắn phát hiện Vân Hưng Bình vẫn rất có môn đạo. Tại đối với đại đạo lĩnh ngộ cùng giảng giải phương diện, Vân Hưng Bình thậm chí so với cha mình Sở Tương Thiên, đều vẫn còn qua mà không bằng, có lẽ tại trên thực lực. Cha mình cũng không so Vân Hưng Bình yếu, thậm chí so Vân Hưng Bình còn cường đại hơn không thiếu. Nhưng ở trên đại đạo lĩnh ngộ chiều sâu, cha mình bây giờ chưa hẳn so ra mà vượt Vân Hưng Bình, dù sao cha mình Sở Tương Thiên đột phá thiên diễn cảnh đến nay cũng bất quá thời gian mười mấy năm mà thôi. Mà Vân Hưng Bình tại trên thiên diễn cảnh cảnh giới này. Cũng không biết chìm đắm bao nhiêu năm tháng, Vân Hưng Bình đang giảng đạo đường. Không chỉ mình giảng giải đại đạo, hơn nữa. Còn có thể đối với rất nhiều đạo minh đạo tử tiến hành giải hoặc. Vân Hưng Bình một giống như giảng đạo chỉ có thể giảng nửa ngày, còn lại nửa ngày nhưng là để cho những cái kia tới nghe giảng đạo tử nhóm tiến hành tự do đặt câu hỏi về mặt tu luyện gặp được vấn đề gì cũng có thể đang giảng đạo công đường hướng hắn thỉnh giáo mà vân hưng bình cũng sẽ không có bất kỳ tàng tư đối với mấy cái này đạo tử nhóm vấn đề biết gì nói nãy mấy ngày nghe giảng xuống sở kiếm thu đối với vân hưng bình cách làm này vẫn là rất khâm phục một cái đường đường thiên diễn cảnh cường giả thế mà chịu tốn phí nhiều như vậy thời gian và kiên nhẫn đi chỉ đạo hậu bối hơn nữa còn hữu giáo vô loại loại chuyện này không phải bất cứ người nào đều có thể làm lấy được rất nhiều thiên diễn cảnh cường giả cũng không phải là không có cái này một phần thực lực cùng kiến giải mà là không có cái này một phần kiên nhẫn cùng lòng dạ cho dù là tại trong cung thiên phượng giống Vân Hưng Bình đối với hậu bối như thế yêu mến cùng kiên nhẫn võ giả, đều cực kỳ hiếm thấy. Liền xem như tại tĩnh Hà, Lạc Tiết Bình mấy người. Cũng chỉ là đối với tự nhìn phải thuận mắt vãn bối tiến hành dìu dắt cùng kiên nhẫn chỉ đạo mà. Thôi, có thể làm không đến giống Vân Hưng Bình như này vô tư. Cho nên, đối với Vân Hưng Bình làm người, sở kiếm thu trong lòng là thản nhiên phát lên kính trọng chi ý bất quá, sở kiếm thu đối với Vân Hưng Bình kính trọng về kính trọng. Nhưng mà hắn đang nghe xong Vân Hưng Bình mấy ngày khóa sau đó, liền chạy. Đằng sau trên cơ bản không tiếp tục tới nghe qua Vân Hưng Bình chương trình học. Đó cũng không phải Vân Hưng Bình giảng đạo trình độ không cao, tương phản. Vân Hưng Bình tại đối với hậu bối truyền đạo phương diện tại toàn bộ đạo minh. Cơ hồ cũng là số một, trình độ cao hơn hắn người, lác đác không có mấy nhưng thế nhưng vân hưng bình trình độ lại cao hơn cũng cao không quá hỗn độn đến tôn tháp cùng tiểu đồng áo xanh có hỗn độn đến tôn tháp cùng tiểu đồng áo xanh châu ngọc tại phía trước sở kiếm thu đối với vân hưng bình giảng đạo cũng có chút hứng thú giải rác dù sao không nói hỗn độn đến tôn tháp chỉ là tiểu đồng áo xanh tầm mắt cao kiến thức rộng tại toàn bộ thiên vũ đại lục cũng không có người có thể xuất kỳ hữu sở kiếm thu nghe quen tiểu đồng áo xanh thổi ra châu. Đối với Vân Hưng Bình những cái kia đại đạo kiến giải, cũng cảm giác rất là bình thường không có gì lạ. Vân Hưng Bình giảng đạo đối với những khác võ giả tới nói. Là cầu còn không được hiếm thấy cơ duyên, nhưng mà đối với sở kiếm thu tới nói. Lại là lãng phí thời gian, đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Cho nên, sở kiếm thu đang nghe xong mấy ngày khóa sau đó, liền trực tiếp chạy trốn chính mình tự mình tu luyện đi vân hưng bình nhìn thấy một màn này mặc dù trong lòng có mấy phần tiếc hận nhưng hắn cũng không bắt buộc dù sao sở kiếm thu cũng không là bình thường võ giả mà là sở tương thiên nhi tử nếu là hắn về mặt tu luyện gặp phải vấn đề tùy thời cũng có thể hướng cha hắn sở tương thiên thỉnh giáo không nhất định không muốn tới nghe chính mình giảng giải mà sở tương thiên thực lực hôm nay có thể so sánh chính mình cường đại hơn nhiều chương 4215 lo lắng thạch. Sở kiếm thu không còn đi giảng đạo đường nghe vân hưng bằng phẳng giảng đạo. Nhưng mà hứa hoành hồ, công giã nghiên, nam cung nhiễm tiết cùng lâm ngọa vũ bọn người. Lại như cũ cơ hồ mỗi ngày, đều biết tiến đến nghe giảng. Các nàng nhưng không có sở kiếm thu cơ duyên như vậy. Có thể được đến hỗn độn đến tôn tháp tự mình chỉ điểm, cho dù là tiểu đồng áo xanh. Trên cơ bản cũng sẽ không đi chỉ điểm tu luyện của các nàng cho nên nghe một cái thiên diễn cảnh cường giả tự mình chỉ điểm đối với các nàng tới nói vẫn là vô cùng chân quý cơ hội a à, vũ nhìn thấy sở kiếm thu không tiếp tục nghe nói trong lòng do dự một chút liền cũng muốn lưu lại trong ngọn núi hứa hoành hồ làm bạn sở kiếm thu bất quá sở kiếm thu cũng không có để cho nàng làm như vậy a à, vũ ta không có đi giảng đạo đường nghe vân trưởng lão giảng đạo đó là bởi vì ta không cần ngươi không cần bởi vì ta không có đi liền cũng lưu tại nơi này bồi ta nghe thiên diễn cảnh cường giả giảng đạo loại cơ hội này cũng không phải cái gì thời điểm đều có ngươi vẫn là hảo hảo mà nghe giảng xong sở kiếm thu đưa tay vuốt vuốt a à vũ đầu vừa cười vừa nói a à, tốt a à, a à thu ca ca nghe được sở kiếm thu lời này a à vũ cũng chỉ đành gật đầu một cái nói tiểu nha đầu này vốn chính là một cái không có chủ kiến sở kiếm thu để cho nàng làm gì nàng liền làm cái đó kế tiếp sở kiếm thu liền tại trong ngọn núi hứa hoành hồ bế quan tu luyện đến nỗi bán đan dược sự tình hắn nhưng là giao cho thôn thiên hồ cùng đại ô quy tới phụ trách trung châu phía tây biên cương một đoạn phòng tuyến một cái thân hình cao lớn thanh niên cường tráng đang quơ múa một thanh cánh cửa tự đại kiếm trùng sát tiến ma tộc trong đại quân, giống như như chém dưa thái rau. Đánh chết số lớn ma tộc tướng sĩ. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái thanh niên cao gầy. Cùng với mười mấy tên võ giả thực lực cường đại, cùng hắn cùng nhau hiệp đồng chiến đấu. Cái này một chi tiểu đội, giống như một cái nóng bỏng đao nhọn xẹt qua đông lạnh dầu đồng dạng. Trực tiếp xé rách cái này một chi ma tộc đại quân kết thành chiến trận. Lấy thế tồi khô lạp hủ hướng về chi này ma tộc đại quân chiến trận chỗ sâu đầy tới. Để cho cái này một chi ma tộc đại quân tổn thất nặng nề. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái, thực sự là rất lâu không có thống khoái như vậy qua trăm. Dạm chết một bên quơ trong tay chuôi này cánh cửa tự đại kiếm đánh chết những cái kia ma tộc. Tướng sĩ, một bên thống khoái vô cùng ha ha cười nói đích xác thống khoái, mười mấy năm qua, một mực bị ma tộc đại quân đè lên đánh, hôm nay. Trung quy là ra một ngụ ác khí. Chăm dặm chết bên cạnh, tên kia thanh niên cao gầy, cũng cười nói. Tên này thanh niên cao gầy, là chăm dặm chết hảo hữu ngu thạch thực lực của hắn. So chăm dạm chết cũng cường đại hơn nhiều lắm, là đạo minh một trong thập đại đạo tử. Ha ha ha, chúng ta hôm nay có thể lấy được chiến quả như vậy, vẫn là phải cảm tạ chúng ta vị kia sở huynh đệ. Trầm dặm chiết phóng khoáng cười to nói, nếu không phải là hắn bán ra phi thăng đan. Để chúng ta thực lực đại trướng, chúng ta không bị ma tộc những thứ này rác rưởi đè lên đánh. Liền đã không tệ, nơi nào còn có thể như hôm nay dạng này đại sát tứ phương. Lời này cũng không tệ, nếu là sở huynh có thể tới đạo minh tổng bộ sớm mấy năm. Chúng ta đạo minh các huynh đệ, đoán chừng cũng có thể thiếu hy sinh rất nhiều, ngu thạch nghe vậy không khỏi cảm khái nói nếu là sở kiếm thu có thể sớm mấy năm đi tới đạo minh tổng bộ đem phi thăng đan bán cho đạo minh đại lượng đạo tử mà nói bọn hắn tại cùng ma tộc đại quân chiến đấu quá trình bên trong sẽ chết ít rất nhiều người dù sao đột phá thêm một cái cảnh giới trên chiến trường sống sót tỷ lệ cũng sẽ đề cao không chỉ gấp mấy lần nói lên cái này cái này đều phải quái huyền vụ phủ đám kia rác rưởi nếu không phải là huyền vụ phủ đám kia rác rưởi nguyên nhân. Sở huynh tại từ hư lăng bí cảnh sau khi đi ra, liền phải tới đạo minh tổng bộ. Cũng không đến nỗi bị hướng phía sau dây dưa nhiều năm như vậy, đám kia cẩu vật. Hư việc nhiều hơn là thành công. Trước kia tuyến cùng ma tộc đại quân chiến đấu, ngược lại là không thấy được thân ảnh của bọn hắn. Hết lần này tới lần khác tại nội đấu phương diện, bọn hắn lại là thật người trong nghề chăm dặm chết hừ lạnh một tiếng nói, cái này có gì biện pháp? Giống huyền vụ phủ loại người này, chúng ta đạo minh nội bộ, cũng không tại số ít, bằng không? Nếu là chúng ta nội bộ nhân tộc có thể đoàn kết nhất trí đối ngoại mà nói. Đối mặt ma tộc đại quân tiến công. Chúng ta nhân tộc cũng không đến nỗi lâm vào gian nan như vậy hoàn cảnh. Ngu thạch lắc đầu, thở dài một cái nói. Nhân tộc đối mặt ma tộc đại quân tiến công, sở dĩ liên tục bại lui cũng là bởi vì nội bộ nhân tộc có hảo một nhóm người, trong lòng còn có dị trí. Không chịu toàn tâm toàn ý đối địch ngược lại tại đạo minh nội bộ tranh quyền đoạt lợi. Cho nhân tộc cản trở. Nếu là những người này, chỉ là số ít mà nói, đạo minh chủ chiến phái. Có thể không chút do dự trước tiên đem bọn hắn cho thanh trừ một phen. Tránh khỏi bọn hắn ở sau lưng phân tán quân tâm, nhưng tiếc là, một nhóm người này cũng không phải cái gì thế lực nhỏ, mà là một cỗ sức mạnh rất lớn. Nếu là đạo minh chủ chiến party bọn hắn tiến hành thanh tẩy mà nói, dù cho cuối cùng chủ chiến phái có thể giành thắng lợi, cũng ắt sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Tại ma tộc đại quân ở một bên nhìn chằm chằm nghiêm trọng dưới cục diện. Một khi đạo minh chủ chiến phái tại nội bộ trong đấu tranh tổn thương nguyên khí nặng nề, sẽ rất khó lại có dư thừa sức mạnh ngăn cản ma tộc đại quân xâm lấn. Cho nên, mặc dù đạo minh chủ chiến phái, đối với những cái kia tham sống sợ chết. Chỉ biết tại nội bộ tranh quyền đoạt lợi phe đầu hàng u ác tính hận đến nghiến răng. Nhưng vì nhân tộc đại cục suy nghĩ, cũng chỉ có thể đối bọn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiếp tục dễ dàng tha thứ sự hiện hữu của bọn hắn. Tính toán, không nói cái này, nhấc lên cái này, liền cho người nén giận, cham. Dạm chết trong tay đại kiếm quét ngang mà ra một kiếm đem số lớn ma tộc tướng sĩ chặn ngang chém thành hai nửa, oán hận không thôi nói. Bởi vì bực bội trong lòng, chăm dặm chiết cùng ngu thạch bọn người, đem trong lòng lửa giận. Toàn bộ đều phát tiết tại những này ma tộc đại quân trên thân, đám người liên thủ xông vào ma. Tộc đại quân trong chiến trận, mạnh mẽ đâm tới. Đại lượng diệt sát lấy những ma tộc này đại quân. Bọn hắn cái này một chi tiểu đội, tất cả đều là do đạo minh tinh nhuệ đệ tử tạo thành tu vi thấp nhất người cũng là phi thăng cảnh trung kỳ cảnh giới hơn nữa những người này bất kỳ người nào trên chiến trường cũng là thân kinh bách chiến chiến lực cực kỳ cường hãn mười mấy người này dưới sự liên thủ cho dù là đối mặt chân chính thiên diễn cảnh cường già đều có thể miễn cưỡng cùng đánh một trận tại cái này chi tiểu đội mãnh liệt trùng sát phía dưới cái này một chi ma tộc đại quân rất nhanh liền bị giết đến quân lính tan giã nhưng bọn hắn bởi vì giết đến hưng khởi phía dưới trong bất chi bất giác đã sát nhập vào ma tộc đại quân nội địa các vị hôm nay tới đây thôi à chúng ta giống như một mình đột tiến quá mức đi sâu vào ngu thạch là cái thứ nhất phát giác có chút không ổn người thế là lên tiếng nhắc nhở nghe được ngu thạch lời này đám người cũng đều từ cuồng nhiệt trong chiến đấu lấy lại tinh thần bọn hắn đánh giá một phen bốn phía lúc này mới phát giác Đi qua phía trước một phen vô cùng mãnh liệt trùng sát. Bọn hắn đã xâm nhập trong ma tộc đại quân nội địa, lấy bọn hắn tình huống hiện tại. Một khi bị ma tộc đại quân từ phía sau vây quanh mà nói, tình cảnh đáng lo. Nếu là bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm, nhân tộc đại quân dù cho muốn cứu viện binh, chỉ sợ đều hữu tâm vô lực, bởi vì bọn hắn bây giờ cách nhân tộc đại quân, thật sự là quá xa. Chương 4216 sen đi. Nhìn thấy một màn này, cho dù là dũng mãnh nhất trăm dặm chiết. Lúc này cũng đều không khỏi sắc mặt biến hóa, việc. Này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng rút lui, chăm Dặm chiết vội vàng nói, lúc này, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn phát lên mấy phần cảm giác không? Ổn. Hôm nay phen này trùng sát giống như có chút quá mức thuận lợi chút tuy nói bọn hắn bởi vì phục dụng từ sở kiếm thu nơi đó mua phi thăng đan từng cái đột phá cảnh giới mới thực lực đại trướng nhưng mà ma tộc đại quân cũng không phải ăn chay trải qua chiến trường chính bọn họ rất rõ ràng ma tộc đại quân chiến lực là bực nào kinh khủng làm sao lại dễ dàng như thế bị bọn hắn sát tiến như thế xâm nhập chỗ cái này chẳng lẽ là cố ý dụ bọn hắn xâm nhập cạm bẫy nghĩ tới đây mọi người nhất thời cũng không dám tiếp tục ở nơi này lưu lại nữa lập tức quay người liền muốn rút lui muốn đi trễ đang Tại đám người muốn rút đi rút lui thời điểm, lúc này, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Đám người hướng thanh âm kia chỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu dài song rác. Toàn thân phát ra khí tức khủng bố ma tộc chậm rãi hiện lên ở bọn họ hậu phương, Sandy. Là ngươi nhìn thấy tên ma tộc này xuất hiện, mọi người nhất thời không khỏi thất kinh. Nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tên ma tộc này cũng không là bình thường hạng người qua loa mà là ma tộc một trong thập đại ma tử, danh liệt thiên bảng cường giả tuyệt đỉnh. Thiên vũ đại lục thiên bảng, chính là đối với toàn bộ thiên vũ đại lục thiên diễn cảnh phía. Dưới cao thủ một cái xếp hạng mà cũng không phải là chỉ là nội bộ nhân tộc cao thủ xếp. Hạng bất luận cái gì một cái có thể đưa thân thiên bảng cường giả. Thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Tại đạo minh nội bộ, rất nhiều tại nửa bước thiên diễn cảnh chìm đắm vô số năm cao thủ đều không thể đưa thân thiên bảng, chỉ có tại trong nửa bước thiên diễn cảnh. Sát lực cực kỳ xuất chúng cường giả tuyệt đỉnh mới có thể danh liệt thiên bảng. Mà Sandy lại lấy phi thăng cảnh đỉnh phong tu vi. Có thể đưa thân cường giả xuất hiện lớp lớp thiên bảng, thực lực của hắn mạnh. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, nếu như Sandy là độc thân cùng bọn hắn gặp nhau. Chăm dạm chết cùng ngu thạch bọn người, còn vẫn không đến mức quá mức kiêng kỵ. Sandy thực lực tuy mạnh, nhưng bọn hắn cũng không phải ăn chay, hơn 10 người liên thủ kết. Thành chiến trận, dù cho cùng chân chính thiên diễn cảnh cường già, đều có thể miễn cưỡng cùng đánh một trận. Thì càng không cần phải nói đối với thượng thiên diễn cảnh phía dưới Sandy. Nhưng thế nhưng, bọn hắn cũng không phải là đối mặt Sandy một người. Tại trên đường lui của bọn hắn, ngoại trừ Sandy còn có mấy chục danh khí hơi thở cực kỳ cường đại ma tộc cường giả tại quanh người của bọn họ. Càng có số lớn ma tộc đại quân tại nhìn chăm chăm. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống, lần này. Bọn hắn thật đúng là nguy, ngu thạch, chăm dạm chiết. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, lấy các ngươi tình huống hiện tại. Dãy dụa nữa cũng là phí công. Chỉ cần các ngươi đầu hàng, bản tọa tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, sen đi quét đám người một mắt, lạnh giọng nói, vì tính toán ngu thạch cùng trăm dặm chết bọn người. Bọn hắn ma tộc thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới. Trong khoảng thời gian này, chết ở ngu thạch cùng trăm dặm chết bọn người trong tay ma tộc đại quân, cơ hồ đạt đến hơn 20 vạn, hơn nữa cũng đều là ma tộc trong đại quân tinh nhuệ. Ngu thạch cùng trăm dặm chết cái này một chi tiểu đội, sở dĩ có thể dễ dàng như vậy đánh xuyên ma tộc đại quân chiến trận ở trong đó vốn là có hắn cố ý thả bọn họ tiến vào thành phần bằng không dù cho ngu thạch cùng trăm dặm chiếc cái này một chi tiểu đội thực lực có mạnh hơn nữa một lần cũng không khả năng dễ dàng như vậy đục xuyên chi này ma tộc đại quân chiến trận vì thiết kế bắt sống ngu thạch cùng trăm dặm chiếc cái này một chi tiểu đội người sandy có thể nói là hao tổn tâm huyết trong khoảng thời gian này đến nay hắn đầu tiên là để cho dưới quyền đại quân tại cùng ngu thạch trăm dạm chết bọn người thời điểm chiến đấu cố ý nhường dụ khiến cho bọn hắn buông lòng cảnh giác chỉ có ngu thạch cùng trăm dạm chết bọn người tâm phòng bị dần dần yếu bớt hắn mới có thể vào hôm nay dụ khiến cho bọn hắn xâm nhập ma tộc đại quân chỗ sâu quả nhiên ngu thạch cùng trăm dạm chết bọn người sau khi liên tiếp thu được liên tục đại thắng lòng cảnh giác bắt đầu dần dần buông lòng đến mức hôm nay tại giết đến hưng khởi phía dưới, trong lúc nhất thời quên hết tất cả. Liền bất chi bất giác xâm nhập đến ma tộc đại quân chỗ sâu, đều còn không biết được. Đợi đến bọn hắn lúc phản ứng lại, cũng đã thân hãm trùng vây, phi. Muốn cho chúng ta đầu hàng, nằm mơ giữa ban ngày, trăm. Dạm triết nghe vậy, hung hăng xì một tiếng khinh miệt nói, trong khoảng thời gian này đến nay. Lão tử đã sớm giết một cái thống khoái, đã quá vốn chết thì chết rồi, cùng lắm thì 18 năm sau, lại là một đầu hảo hán, cham. Dạm chiết bản tọa khuyên ngươi. Tốt nhất vẫn là đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, sen đi. Nghe vậy, quét chăm dạm chết một mắt, ngữ khí lạnh như băng nói. Hắn hao phí nhiều như vậy công phu, mục đích đúng là vì bắt sống chăm dạm chết bọn người. Để cho bọn hắn đầu hàng, lấy đối với nhân tộc sĩ khí, tiến hành một cái đả kích khổng lồ trăm dặm chiết ngu thạch bọn người cũng không phải là là bình thường đạo minh đạo tử. Bọn hắn mỗi một cái cũng là đạo minh tinh nhuệ, nhất là ngu thạch. Càng là đạo minh một trong thập đại đạo tử. Trăm dặm chiết mặc dù không phải đạo minh thập đại đạo tử, nhưng mà tầm quan trọng của hắn. Cũng không so đạo minh thập đại đạo tử kém bao nhiêu, bởi vì trăm dặm chiết thường xuyên đến đến. Tiền tuyến chém giết tại trong đạo minh chủ chiến phái, có thể nói là kiệt xuất nhất đại biểu hắn ở tiền tuyến tướng sĩ trong lòng. Thế nhưng là có được uy vọng cực cao, một khi trăm dặm chết cùng ngu thạch đầu hàng ma tộc mà. Nói, kia đối nhân tộc đại quân sĩ khí tới nói, có thể nói là một cái chí mạng vô cùng đà kích. Gần nhất nhân tộc đạo minh bên trong, nghe nói mới đẩy ra một loại thần hiệu vô cùng đan dược phi thăng đan. Có thể tăng lên trên diện rộng võ giả đột phá phi thăng cảnh tỷ lệ. Bởi vì nguyên nhân này, khiến cho nhân tộc thực lực đại trướng cái này dẫn đến ma tộc gần nhất thế công, bị nhân tộc đại quân đỡ được không thiếu. Hơn nữa còn đối với ma tộc đại quân tạo thành không ít hao tổn. Mà bởi vì thực lực đại trướng, lại thêm liên tiếp chiến thắng. Khiến người ta tộc đại quân sĩ khí, cũng đi theo tăng mạnh. Cái này đại đại trở ngại ma tộc đại quân, đối nhân tộc chiến tuyến tiến lên. Vì đà kích nhân tộc đại quân sĩ khí ma tộc thế nhưng là đã nghĩ ra không ít biện pháp mà sandy suy nghĩ đi ra ngoài mưu kế chính là bắt sống ngu thạch cùng trăm dặm chết bọn người để cho bọn hắn đầu hàng ma tộc từ đó đặt đến đà kích nhân tộc đại quân sĩ khí mục đích cũng chính bởi vì vậy sandy tại bao vây trăm dặm chết cùng ngu thạch bọn người sau đó cũng không có lập tức phát động thế công mà là đối với trăm dặm chết cùng ngu thạch bọn người tiến hành chiêu hàng Chầm dặm chết nghe được Sandy lời này, lười nhác lại cùng cái này rác rưởi nói nhảm. Hắn quay đầu đối với ngu thạch bọn người hét lớn một tiếng nói, chư vị. Theo ta cùng một chỗ trùng sát ra ngoài, làm cho những này ma tộc rác rưởi Kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái có kiếm lời. Nếu như có thể đem Sandy cho liều mạng mất mà nói, dù cho chúng ta toàn bộ đều chết trận đó cũng là kiếm lời lớn chư vị huynh đệ nhóm giết a à. nói xong trăm dặm chiết ấm vang một tiếng trên thân chợt tản mát ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế rất rõ ràng tại thời khắc này trăm dặm chiết thi triển thiêu đốt sinh mệnh bí thuật chương bốn mười thiêu đốt bí thuật nghe được trăm dặm chiết lời này mọi người nhất thời cũng đều là nhiệt huyết sôi trào ý chí chiến đấu sục sôi ha ha lão tử gần nhất giết nhiều ma tộc như vậy cũng sớm đã đủ vốn, muốn cho lão tử đầu hàng, không cửa. Có thể trước khi chết cùng một trong thập đại ma tử sen đi một trận chiến. Cũng coi như là chết cũng không tiếc, nếu là có thể đem một cái thiên bảng cao thủ liều mạng mất mà nói. Dù cho để cho lão tử dù chết nhiều mấy lần, lão tử đều nguyện ý. Ngu thạch bọn người, cũng là nhao nhao phóng khoáng cười to nói, đối mặt như thế vô cùng hung. Hiểm tình cảnh, đám người cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh hoàng ngược lại mỗi một cái đều là thấy chết không sờn ý chí chiến đấu sục sôi giống bọn hắn lại này thường xuyên đến tiền tuyến chém giết võ giả cũng sớm đã đem sinh tử không để ý ở tiền tuyến chiến đấu những năm nay đến nay bọn hắn cũng sớm đã thường thấy sinh tử nếu là bọn hắn tham sống sợ chết mà nói cũng sẽ không thường xuyên như thế mà tiến lên tuyến tới chém giết giống như phe đầu hàng những cái kia nhuyễn đản ra tiền tuyến là không có bao nhiêu lòng can đảm nhưng mà ở hậu phương làm mưa làm gió lại là bọn hắn lấy tay trò hay rầm 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 từng đạo vô cùng cường đại khí thế từ ngu thạch trên thân đám người bạo phát đi ra tại thời khắc này bọn hắn đều thi triển thiêu đốt sinh mệnh bí thuật tới tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân cái này một loại bí thuật đang thi triển sau đó sẽ mang đến to lớn vô cùng di chứng nghiêm trọng, thậm chí sẽ khiến cho bọn hắn đời này. Tu vi không cách nào lại dâng lên thăng nửa điểm. Đối với bọn hắn những thứ này tiền đồ vô hạn thiên tri kiêu tử tới nói. Không người nào nguyện ý tùy tiện thi triển loại này tai họa ngầm to lớn vô cùng bí thuật. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đã lâm vào tuyệt cảnh như thế bên trong. Ngay cả tính mạng đều còn khó đảm bảo. Nơi nào vẫn quan tâm cái gì di chứng hay không di chứng, Sandy nhìn thấy một màn này sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Hắn quả thực không nghĩ tới, chăm dặm chết đám người ý chí quyết tuyệt như vậy. Thế mà không có chút nào chỗ thương lượng. Trực tiếp liền thi triển mạnh mẽ như vậy bí thuật trên chiến trường. Hắn cũng không phải là chưa bao giờ gặp nhân tộc võ đạo thiên kiêu. Thường thường càng là giống loại này tiền đồ vô hạn võ đạo thiên kiêu. Thì càng tiếc mạng, chỉ cần hắn lấy ra đầy đủ phong phú dụ hoặc một chút nhân tộc võ đạo thiên kiêu, liền sẽ phản chiến đầu hàng. Những năm gần đây, dưới trướng hắn chỗ thu phục nhân tộc võ đạo thiên kiêu. Cũng không tại số ít nguyên bản hắn cho là trăm dặm chết cùng ngu thạch bọn người. Tại đối mặt như thế tuyệt cảnh thời điểm, sẽ có xác suất rất lớn, quỳ xuống đất đầu hàng. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới, trăm dặm chết cùng ngu thạch đám người ý chí chống cự. Thế mà như thế quyết tuyệt kiên quyết, giết trăm dặm chết cùng ngu thạch bọn người, đang thi triển bí thuật sau đó, hét lớn một tiếng. Kết thành chiến trận, trực tiếp thẳng hướng lấy Sandy vọt tới. Sandy nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, tất nhiên đối phương không hàng mà. Nói, vậy liền đem những người này, toàn bộ đều giết đi. Mặc dù giết trăm dặm chết cùng ngu thạch bọn người, cùng bắt sống bọn hắn. Để cho bọn hắn đầu hàng so sánh, xa xa không đạt được đà kích nhân tộc đại quân sĩ khí lòng quân hiệu quả. Nhưng có thể chu sát đông đảo người như thế tộc đạo minh võ đạo thiên kiêu. Chuyện này với hắn tới nói, cũng tương tự xem như một cái công lớn. Dù sao, giống trăm dặm chết cùng ngu thạch bọn người. Nếu như không phải xâm nhập ma tộc đại quân nội địa mà nói, hắn muốn giết chết bọn hắn. Thực sự quá khó khăn, xem như đạo minh đệ tử kiệt xuất một khi bọn hắn gặp nạn mà nói đạo minh đại quân tất nhiên sẽ chạy đến cứu viện. Chỉ cần đạo minh đại quân hoặc đạo minh bên trong cường giả cứu viện kịp thời. Trầm dặm chiết cùng ngu thạch bọn người sẽ rất khó bị giết chết nhưng là bây giờ. Trầm dạm chiết cùng ngu thạch bọn người bị hắn dụ nhập ma tộc đại quân nội địa. Đã cách xa nhân tộc đại quân chiến tuyến. Dù cho trăm dặm triết cùng ngu thạch bọn người, phát ra tín hiệu cầu cứu nhân tộc đại quân cũng rất khó đột phá ma tộc đại quân trọng trọng phong tỏa. Xâm nhập đến sâu như vậy ma tộc đại quân trong chiến trận. Đem trăm dặm chết cùng ngu thạch bọn người, cứu ra ngoài. Sandy nhìn xem chém giết tới trăm dặm chết bọn người, bàn tay chậm rãi giơ lên. Vung về phía trước một cái, lạnh giọng hạ lệnh, giết theo. Sandy tiếng nói vừa rơi xuống, bên người hắn những cái kia cao thủ ma tộc lập tức hướng về trăm dặm chết bọn người nghênh đón tiếp lấy. Một hồi kịch liệt vô cùng đại chiến, trên chiến trường bộc phát ra cách. Trăm dặm chết chỗ này chiến trường một tỷ dặm bên ngoài. Một cái dáng người khôi ngô nhân tộc tướng lĩnh, đang xuất lĩnh một chi nhân tộc đại quân. Cùng ma tộc kịch liệt giao chiến. Cái này một chi nhân tộc đại quân là cách trăm dặm chết trốn chiến trường kia. Gần nhất một chi nhân tộc đại quân, nhánh đại quân này tên kia dáng người khôi ngô nhân tộc. Tướng Lĩnh, tên là Ân Ngang, là nhân tộc một cái nửa bước thiên diễn cảnh kiệt xuất chiến tướng. Ân Ngang đang tại xuất lĩnh nhân tộc đại quân cùng ma tộc đại quân thời điểm chiến đấu. Bỗng nhiên cảm nhận được tại ma tộc đại quân hậu phương chỗ sâu. Chợt bộc phát ra cái kia cỗ kịch liệt vô cùng chiến đấu ba động. Trong lòng lập tức không khỏi lấy làm kinh hãi, đây là có chuyện gì? Ma tộc đại quân hậu phương chỗ sâu? tại sao lại chợt bộc phát ra khủng bố như thế chiến đấu ba động, người tới, ân. Ngang hét lớn một tiếng đạo, tướng quân có gì phân phó, một. Cái tướng lĩnh, lập tức đi lên phía trước, hướng ân ngang chắp tay thi lễ một cái đạo. Người có biết gần nhất có ai giết vào đến ma tộc đại quân hậu phương đi, ân. Ngang nhìn xem tên kia tướng lĩnh hỏi. Tên kia nhân tộc tướng lĩnh nghe vậy. Hắn cũng liếc mắt nhìn một tỷ dặm bên ngoài chỗ kia bộc phát ra kinh khủng chiến đấu chấn động chỗ, cuối cùng nói, gần đoạn thời gian. Tại chúng ta đầu này chiến tuyến phụ cận chiến đấu đạo minh đạo tử, là trăm dặm chiết. Ngu thạch một đám người. Mà tướng đoán chừng, cái này rất có khả năng. Là bọn hắn giết vào đến ma tộc đại quân hậu phương đi, ân. Ngang nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, thực. Sự là hồ nháo, giết địch về giết địch, sao có thể một mình xâm nhập địch nhân hậu phương. Trăm dặm chiết cùng ngu thạch cũng là kinh nghiệm xa trường lão thủ làm sao còn phạm cấp thấp như vậy sai lầm, ân. Ngăng sắc mặt tái xanh mắng nói, người lập tức hướng tổng bộ cầu viện, đem tình huống nơi này. Hướng tổng bộ báo cáo, để cho tổng bộ phái người tới cứu viện. Là tướng quân, tên kia tướng lĩnh nghe vậy, lập tức chắp tay đáp ứng nói, nói xong. Hắn liền lui xuống, thi hành ân ngang chỉ lệnh. Mà ân ngang cũng không có trần chờ lập tức xuất lĩnh đại quân. Tính toán hướng về trăm dặm chiếc cái hướng kia đột tiến đi qua cứu viện trăm dặm chiết cùng ngu thạch bọn người. Trăm dặm chiết cùng ngu thạch cũng là đạo minh cực kỳ kiệt xuất tinh nhuệ đệ tử. Nếu như bọn hắn hao tổn, đối đạo minh tới nói. Có thể nói là một cái cực kỳ nghiêm trọng thiệt hại, bây giờ trăm dặm chiết cùng ngu thạch thân. Hãm trùng vây, hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Một tỷ dặm khoảng cách nếu như là tại cái khác địa phương. Đối với ân ngang bực này nửa bước thiên diễn cảnh tuyệt đỉnh cao thủ tới nói. Bất quá trong nháy mắt liền có thể đạt tới sự tình, nhưng mà ở chỗ này cương trên chiến trường. Một tỷ dặm khoảng cách lại giống như lạch trời đồng dạng. Muốn đột phá ma tộc đại quân trọng trọng trở ngại. Đuổi tới trốn chiến trường kia cứu viện trăm dặm chết bọn người. Cái này nói dễ vậy sao, ân ngang đủ khả năng làm, chỉ có thể là thông qua mãnh liệt tiến công. Để đến phân tán một điểm trăm dặm chết bên kia áp lực mà thôi. mười 4218 cứu viện đến nỗi cứu viện trăm dặm chết sự tình, chỉ có thể hy vọng tại đầu này chiến tuyến phụ cận. Còn có đạo minh những cao thủ khác vừa vặn tuần tra đến nơi đây, bằng không? Trăm dặm chết cùng ngu thạch bọn người, vậy coi như lâm nguy. Có lẽ là trăm dặm chết cùng ngu thạch bọn người mệnh không có đến tuyệt lộ. Tên kia tướng lĩnh vừa mới đem tình huống hồi báo đi lên, không lâu sau đó. Một cái thanh niên áo trắng liền cấp tốc hướng bên này bay tới khi nhìn thấy tên này thanh niên áo trắng hiện thân. Ân ngang trong lòng lập tức không khỏi đại hỉ, lần này. Chăm dạm chết cùng ngu thạch bọn người được cứu rồi, có thanh niên áo trắng này ra tay. Chăm dạm chết cùng ngu thạch bọn người, được cứu đi ra ngoài hy vọng mà tăng thêm. Thanh niên áo trắng này cũng không phải là người bình thường. Mà là một trong thập đại đạo tử Chu Lăng, Chu Lăng tại trong thập đại đạo tử, xếp hạng đệ tam đồng dạng cũng là một cái lấy chỉ là phi thăng cảnh đỉnh phong tu vi liền danh liệt thiên bảng tuyệt đỉnh cao thủ chu lăng đi tới nơi này chỗ chiến trường sau đó hắn hướng về ma tộc đại quân hậu phương chỗ kia bộc phát đại chiến chỗ liếc mắt nhìn nhíu mày cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía ân ngang nói ân tướng quân phối hợp ta cứu người ở chỗ này chỗ cách trăm dặm chiết trốn chiến trường kia còn có một chi ma tộc đại quân ngăn ở trước mặt chu lăng thực lực tuy mạnh nhưng mà cũng không dám nói lấy sức một mình độc kháng một chi ma tộc đại quân là chu đạo tử ân ngang nghe vậy vội vàng đáp ứng nói chúng tướng sĩ theo bản tướng quân giết địch ân ngang bạo hống một tiếng hạ lệnh kế tiếp hắn xuất lĩnh dưới quyền nhân tộc đại quân kết thành hung mãnh nhất tiến công chiến trận hướng đối diện chi kia ma tộc đại quân phát khởi công kích mãnh liệt nhất giết giết a à. xử lý ma tộc những thứ này cầu tạp toái trong lúc nhất thời, trên chiến trường, tiếng la giết chấn thiên, hai chi đại quân. Vô cùng mãnh liệt mà đụng vào nhau, lần lượt từng nhân tộc tướng sĩ, hoặc ma tộc tướng sĩ. Tại kịch liệt vô cùng trong chiến đấu, không ngừng mà ngã xuống. Chiến trường, giống như một tòa vô tình cối say thịt đồng dạng. Không ngừng rào sát lấy từng mạng sống, chu lăng đợi đến hai chi đại quân giao chiến. Lâm vào gây cấn sau đó, lập tức thân hình thoát một cái, hướng về trăm dặm chết trốn chiến trường kia bay đi. Tại hắn hướng về ma tộc đại quân chỗ sâu đột tiến thời điểm, một chút ma tộc cao thủ. Muốn ngăn cản đường đi của hắn, lại đều bị chu lăng thi triển lăng lệ vô cùng kiếm pháp. Từng cái chảm dưới kiếm. Chỉ thấy một đạo sáng như tuyết vô cùng kiếm quang, ở trong trời đêm xẹt qua, những nơi đi qua. Số lớn cao thủ ma tộc, ở trên bầu trời nhao nhao ngã xuống, lăng lệ vô cùng kiếm quang. Cơ hồ không ai địch nổi đương nhiên chu lăng sở dĩ đột tiến đến thuận lợi như vậy chủ yếu vẫn là ân ngang xuất lĩnh đại quân kiềm chế chi này ma tộc đại quân chủ lực khiến cho bọn hắn không cách nào phân thân tới đối phó hắn bằng không nếu như hắn một thân một mình đối đầu chi này ma tộc đại quân chủ lực mà nói chu lăng thực lực dù cho lại mạnh cũng thế tất yếu bị ma tộc đại quân cho sinh sinh mài chết không thể trên chiến trường tuyệt đỉnh cao thủ cùng đại quân tinh nhuệ, ai cũng có sở trường riêng. Tuyệt đỉnh cao thủ thắng ở linh hoạt, chỉ cần không bị chiến trận vây khốn, tiến có thể công. Lui có thể thủ, mà đại quân tinh nhuệ thì thắng ở chiến lực siêu cường. Một khi bị một chi đại quân tinh nhuệ chiến trận vây khốn, cho dù là thiên diễn cảnh cường già, cũng có thể sẽ bị chiến trận chỗ vây giết. Dầm dầm dầm, trăm dặm chiết cùng ngu thạch bọn người, kết thành chiến trận không ngừng cùng Sandy cùng với một đám cao thủ ma tộc chiến đấu. Chăm dặm chết cùng ngu thạch bọn người, thực lực vốn cũng không yếu. Lại thêm thi triển thiêu đốt sinh mệnh bí thuật tình huống phía dưới. Chiến lực càng là kinh người. Hơn 10 người kết thành chiến trận tình huống phía dưới. Thế mà trong lúc nhất thời cùng Sandy các loại cao thủ ma tộc đánh đến khó hòa giải. Sandy xuất lĩnh một đám cao thủ ma tộc cùng chăm dặm chết bọn người chiến đấu. Hắn cũng tịnh không nóng nảy đem trăm dặm chết bọn người cầm xuống. Mà là ôm mèo đùa bỡn chuột tâm tính, từng điểm từng điểm tiêu khiển đối phương. Trăm dặm chết cùng ngu thạch bọn người đã rơi vào hắn trong trùng vây. Sớm muộn cũng là cá trong chậu, hắn căn bản không cần đến gấp gáp như vậy đi đánh giết bọn hắn. Bây giờ, trăm dặm chết cùng ngu thạch bọn người thi triển thiêu đốt sinh mệnh bí thuật. Thế như hổ điên, chính là chiến lực hung mãnh nhất thời điểm, lúc này cùng bọn hắn ngạnh bính. Cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Nếu như bị bọn hắn cho giết chết một chút dưới quyền cao thủ ma tộc. Vậy hắn nhưng là thua thiệt lớn, bây giờ, hắn chỉ cần ngăn chặn bọn hắn. Chờ chăm dặm chết cùng ngu thạch đám người bí thuật hiệu quả biến mất sau đó. Bọn hắn tự nhiên là sẽ bất công từ bại. Đến lúc đó, hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức đem những người này cho nhất cử cầm xuống, nhìn thấy một màn này, chăm dặm chết cùng ngu thạch bọn người. Trong lòng không khỏi càng ngày càng là khổ tâm cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng không phải sợ chết, mà là sợ chết đến không đáng, vốn là. Bọn hắn thì triển thiêu đốt sinh mệnh bí thuật là dự định trước khi chết. Cho Sandy chờ cao thủ ma tộc tới một cái trọng thương. Nhưng Sandy rất rõ ràng, đã nhìn thấu ý đồ của bọn hắn căn bản cũng không cùng bọn hắn chính diện cứng đối cứng, mà chỉ là ngăn chặn bọn hắn. Không để bọn hắn phá vây mà ra. Sandy ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn đem bọn hắn kéo tới bí thuật hiệu quả biến mất sau đó. Lại đến xuống tay với bọn họ, chăm dặm chết nhìn phía xa. Đang một mặt vẻ trào phúng nhìn xem bọn hắn Sandy. Trong lòng lập tức không khỏi nảy sinh một chút ác độc. Mẹ nó, thật sự cho rằng ngươi tên chó chết này ăn chắc chúng ta, chăm dặm chết vận chuyển chân. Nguyên, đang muốn thông qua tự bạo, cho Sandy tới một lần hung ác thực lực của hắn. Mặc dù kém xa Sandy, nhưng nếu như tự bạo, bùng nổ uy lực kinh khủng. Tuyệt đối cũng đủ Sandy ăn một bầu. Võ giả tự bạo, chính là đem tự thân tích lũy tất cả tu vi. Trong nháy mắt bạo phát đi ra, loại phương thức này, có thể so sánh bất kỳ bí thuật. Phát huy được uy lực đều phải kinh khủng vô số lần. Dù sao, thế gian không luận bất luận cái gì bí thuật đều khó có khả năng trong nháy mắt. Đem tự thân tích góp năng lượng thi triển đi ra. Đang lúc chăm dặm chiếc dự định tiến hành cuối cùng liều mạng, lúc này. Một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang từ trong bầu trời đêm vạch một cái mà qua. Hướng về bên này cấp tốc đánh tới, nhìn thấy một màn này, đám người đột nhiên quay đầu. Hướng về đạo kiếm quang kia nhìn lại, đạo kiếm quang kia thế tới cực nhanh, từ vừa mới xuất hiện, đến đến đám người bên người. Chỉ có điều hoa ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, kiếm quang thu lại sau đó. Lộ ra bên trong một đạo bạch y thân ảnh. Chờ thấy rõ người tới diện mạo sau đó, chăm dặm chết cùng ngu thạch bọn người. Lập tức không khỏi đại hỉ kêu lên, chu sư huynh, chu. Lăng nghe vậy, quét đám người một mắt, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng, nói, lập. Tức theo ta phá vây mặc dù chỗ này chiến trường ma tộc đại quân chủ lực bị ân ngang xuất lĩnh nhân tộc đại quân kiềm chế ở đây vây khốn trăm dặm chết đám người là sen đi xuất lĩnh một chút cao thủ ma tộc cùng với một chút ma tộc đại quân tiểu đội nhưng ở đây dù sao ở vào ma tộc đại quân nội địa ở đây ở lâu chậm thì sinh biến vạn nhất bị những thứ khác ma tộc đại quân chủ lực đuổi theo hoặc những thứ khác cao thủ ma tộc chạy đến như vậy hắn không những cứu người không thành ngược lại có khả năng sẽ đem mình góp đi vào. Chương 4219 cứu viện. Chu Lăng, xông vào địa bàn của ta cứu người. Người có phải hay không đối với thực lực của mình quá tự tin, Sandy đi. Liếc mắt nhìn Chu Lăng, sắc mặt hờ hững nói, "Chu, mỗ thực lực như thế nào, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết, Chu?" Lăng nghe vậy, nhìn xem Sandy, sắc mặt lạnh nhạt nói. Hai người cùng xem như thiên vũ đại lục trên thiên bảng cường giả tuyệt đỉnh đều có riêng phần mình ngạo khí, đối mặt loại này cùng cấp bậc đối thủ. Tự nhiên cũng không khả năng không chiến trước tiên e sợ tương phản trong mắt của hai người. Đều thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Hai người đối với đối phương danh khí cũng sớm đã nghe tiếng đã lâu nhưng ở này phía trước. Bọn hắn lại chưa từng giao thủ qua mà bây giờ hai người cuối cùng đối mặt. Rất tốt vốn là bản tọa chỉ là muốn bắt trăm dặm chết cùng ngu thạch mấy người đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy thì không thể tốt hơn nữa, giết ngươi. So với đánh giết cái này mười mấy tên đạo minh võ đạo thiên kiêu. Nghĩ đến càng có khả năng nhường đường minh thịt đau. Bản tọa ngược lại là phải cảm tạ ngươi chủ động cho bản tọa tiễn đưa chiến công tới, xem đi. Hít mắt, nhìn xem chu lăng, cười lạnh một tiếng nói, vậy. Thì nhìn một chút ngươi có hay không loại này bản sự. Chu Lăng đạm nhiên nói. Nói xong, hắn không còn nói nhảm, trường kiếm trong tay vung lên. Trực tiếp hướng Sandy một kiếm bổ tới, nhìn thấy Chu Lăng bắt đầu động thủ. Chăm dạm chết cùng ngu thạch bọn người, cũng tương tự không trần chờ nữa. Bọn hắn đi theo Chu Lăng sau lưng, hung mãnh vô cùng hướng về bên ngoài lướt tới. Có Chu Lăng tương trợ kiềm chế Sandy thực lực này cao thủ khủng bố nhất. Chăm dạm Chiết cùng ngu thạch đám người áp lực giảm nhiều mà tương phản, không còn Sandy trưởng khống toàn trường, những cái kia cao thủ ma tộc. Đối mặt trăm dặm chết cùng ngu thạch đám người liều mạng. Cũng lại khó mà giống phía trước như thế thành thạo điêu luyện, một hồi kịch liệt vô cùng đại. Chiến, lần nữa bộc phát ra, một canh giờ sau. Chu Lăng mang theo trăm dặm chết cùng ngu thạch bọn người. Giết ra Sandy cùng một đám cao thủ ma tộc tạo thành vòng vây về tới nhân tộc trong trận địa, tại thực lực đi lên nói, Chu Lăng so với Sandy. Vẫn là hơn một chút. Dù sao, Chu Lăng xem như đạo minh thập đại đạo tử xếp hạng thứ ba tuyệt thế yêu nghiệt. Chiến lực mạnh, tại toàn bộ đạo minh thiên diễn cảnh phía dưới võ giả bên trong. Đều tìm không ra bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Bất quá Chu Lăng mặc dù thành công đem trăm dặm chết cùng ngu thạch bọn người từ Sandy trong vòng vây cứu ra, nhưng mọi người vẫn là bỏ ra cực kỳ trả giá nặng nề, chăm dặm chết cùng ngu thạch mười mấy tên võ đạo thiên. Kiêu, người còn sống sót vẫn chưa tới một nửa. Còn lại một nửa, mặc dù sống sót trốn thoát, nhưng mà người người đều bản thân bị trọng thương. Bao quát chu lăng ở bên trong đều bị thương không nhẹ, chăm dặm chết lồng ngực. Bị một cái ma tộc xuyên thủng một cái động lớn, bị thương thế nặng nề vô cùng. Lúc này chăm dặm chết hấp hối, tựa như lúc nào cũng sẽ tắt thở đồng dạng, lấy hắn nặng như vậy thương thế. Có thể hay không cứu lại được, còn chưa biết, nhìn xem nằm dưới đất trăm dặm chiết. Ngu thạch sắc mặt nặng nề vô cùng. Chu sư huynh, có thể hay không nghĩ biện pháp cứu trăm dặm chiết ngu. Thạch ngẩng đầu, nhìn về phía chu lăng. Trong mắt lộ ra khẩn cầu thần sắc, hắn cùng trăm dặm chiết là hảo hữu trí giao. Không muốn trơ mắt nhìn xem trăm dặm chiết cứ như vậy mất mạng nếu là trăm dặm chết chết, hắn về sau trên chiến trường. Nhưng là thiếu một cái có thể kề vai chiến đấu chiến hữu. Chu Lăng liếc mắt nhìn nằm dưới đất trăm dặm chết cuối cùng lắc đầu nói, chăm. dặm chết thương thế như vậy, trừ phi có thể thu được đạo minh tục mệnh đan, bằng không. Rất khó cứu lại được, ngu thạch nghe nói như thế, lập tức lâm vào một trận trầm mặc. Đạo minh tục mệnh đan, thần hiệu vô cùng, chỉ cần còn có một hơi thở tại đều có thể cứu lại được, nhưng mà đạo minh tục mệnh đan lại vô cùng chân quý, vừa tới. Tục mệnh đan tài liệu luyện chế, vô cùng hiếm thấy, thứ hai. Tục mệnh đan luyện chế vô cùng khó khăn. Thường thường 10 lô đan dược mới có thể luyện chế thành công một lò. Luyện chế xác xuất thành công cực thấp, cái này khiến tục mệnh đan tại trong đạo minh. Vô cùng chân quý, một khỏa tục mệnh đan giá cả thậm chí đều có thể miễn cưỡng so ra mà vượt một kiện tiên thiên hạ phẩm pháp bảo, đắt như vậy giá cả căn bản cũng không là bình thường võ giả. Đủ khả năng chịu nổi. Cho dù là chu lăng loại này tài sản rất là phong phú võ đạo thiên kiêu, toàn bộ tài sản. Có lẽ mới có thể từ đạo minh hối đoái một khỏa tục mệnh đan. Chu lăng cùng trăm dặm chiết giao tình cũng không tính sâu, hắn có thể chủ động ra tay. Đem trăm dặm chiết từ sen đi trong vòng vây cứu ra, đã có thể nói là xem ở đồng môn phân thượng hết tình hết nghĩa. Muốn để Chu Lăng lấy ra toàn bộ tài sản, từ trong đạo minh hối đoái một khỏa tục mệnh đan. Tới cứu trăm dặm chết tính mệnh. Cái này hiển nhiên là không thể nào một việc ngu thạch mặc dù nguyện ý làm như vậy. Nhưng hắn vẫn là hữu tâm vô lực. Bởi vì cho dù hắn đem tất cả tài sản bồi lên. Đều góp không đủ đầy đủ tiền tới mua một khỏa tục mệnh đan, nhìn xem nằm trên mặt đất hấp hối trăm dặm chiết ngu thạch cùng một đám võ giả không khỏi mặt lộ vẻ buồn sắc chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh trăm dặm chiết vào hôm nay thật muốn mệnh tăng hoàng tiền hay sao trăm dặm chiết người này mặc dù là một cái hỗn bất lận lưu manh nhưng hắn đồng dạng cũng là một cái hào khí vượt mây hiệp can nghĩa đảm người nhất là trên chiến trường giết lên ma tộc tới nói không chút nào hàm hồ tại thế hệ trẻ tuổi bàn về trên chiến trường số lần cùng với trên chiến trường sở đãi thời gian, đạo minh bên trong. Không ai có thể cùng chăm dặm chết so sánh, chăm dặm chết nếu là chết. Đạo minh cũng ít đi như thế một vị thẳng thắn cương nghị anh hùng. Mặc dù chăm dặm chết thực lực tại trong đạo minh, không tính là cỡ nào đỉnh tiêm. Nhưng mà hắn cái chủng loại kia thấy chết không sờn khí phách cùng tín niệm. Lại ảnh hưởng đạo minh rất nhiều người. Đang tại tâm tình mọi người trầm trọng thời điểm, nằm dưới đất trăm dặm chiết lại là dãy ruộng nói, ngu, ngu thạch, giúp, giúp ta đem, đem chữ vật giới chỉ bên trong viên kia cửu truyền, cửu truyền phục mệnh đan lấy ra. trầm dặm chết vô cùng rõ ràng chính mình thương thế trước mắt rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm. Trọng ngoại trừ có thể có được đạo minh tục mệnh đan, hắn khả năng cao là không cứu nổi. Nhưng mà, loại thời khắc mấu chốt này, hắn lại là nhớ tới phía trước từ sở kiếm thu nơi đó lấy được một khỏa cửu truyền phục mệnh đan mặc dù hắn không rõ ràng sở kiếm thu viên này cửu chuyển phục mệnh đan. Chữa thương hiệu quả rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn, nhưng ở loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lấy sở kiếm thu xuất ra bán đan dược thần kỳ, lường trước viên này cửu chuyển phục mệnh đan hiệu quả trị liệu. Hẳn là không đến mức kém đến đi đâu. Suy nghĩ một chút sở kiếm thu liền phi thăng đan loại này thần diệu vô biên đan dược cũng có vạn nhất hắn xuất ra bán cửu chuyển phục mệnh đan hiệu quả trị liệu cũng không tại đạo minh tục mệnh đan phía dưới đâu mặc dù trăm dặm chết cũng biết loại này tỷ lệ hẳn là cực thấp nhưng ở trước mắt loại tình huống này hắn cũng không lo được nhiều như vậy trước tiên thử một lần lại nói nếu như cửu chuyển phục mệnh đan có thể chữa khỏi thương thế của hắn vậy dĩ nhiên là tốt nhất nếu như không chữa hết vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh, nghe được trăm dặm chiết lời này. Ngu thạch vội vàng từ trăm dặm chiết chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một chút đan dược. Tại trăm dặm chiết dưới chỉ thị, đem trong đó một khỏa tản gia cường đại sinh mệnh khí tức đan dược chọn lấy đi ra. Đưa đến trăm dặm chiết bên miệng, cho trăm dặm chiết ăn vào. Chương 4220 cửu chuyển phục mệnh đan kinh người hiệu quả trị liệu trăm dặm chết tại đem viên này cửu chuyển phục mệnh đan ăn vào sau đó lập tức chỉ cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng sinh mệnh lực tại trong bụng lan ra theo cỗ này cường đại sức thuốc khoách tán trăm dặm chết thương thế trên người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng mà khép lại liền trong ngực hắn cái hang lớn kia đều tại lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ đang không ngừng sinh trưởng mới huyết nhục chỉ là ngắn ngủi mười mấy thời gian hô hấp đi qua. Trầm dặm chết trọng thương ngã gục trầm trọng thương thế, thế mà liền đã triệt để khỏi hẳn. Trầm dặm chết từ dưới đất nhảy dựng lên, quơ quơ quả đấm. Cảm nhận được trên thân một cỗ không dùng hết khí lực, toàn thân cao thấp. Lại không nửa điểm thương thế, lập tức không khỏi cao hứng vô cùng ngửa mặt lên trời ha ha cười. Nói, ha ha ha, tốt, lão tử thế mà tốt lão tử cái này đúng thật là mệnh không có đến tuyệt lộ liền ông trời cũng không thu nhìn thấy một khắc trước còn hấp hối trăm dặm chết ngắn ngủi mười mấy thời gian hô hấp lại lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ mọi người nhất thời không khỏi cảm giác rất là kinh ngạc liền một mực thần sắc bình thản chu lăng lúc này cũng không khỏi sắc mặt động dung như thế trị thương thần dược công hiệu quả thực mạnh mẽ quá đáng từ hiệu quả trị liệu nhìn lại cùng đạo minh thần đan tục mệnh đan so sánh. Quả thực là chỉ có hơn chứ không kém, có loại này chữa thương đan dược. Đây quả thực là tương đương với nhiều một cái mạng. Chăm dặm chiết, người cái này chữa thương đan dược từ đâu tới, lúc. Này, Chu Lăng nhịn không được lên tiếng hỏi, ha. Ha ha, không dối gạt Chu Sư Huynh, viên này cửu chuyển phục mệnh đan. Là sở huynh đệ đưa cho ta. trầm dặm chiết vẻ mặt tươi cười nói, nói đến ta còn thực sự là phải hảo hảo mà cảm tạ một phen sở huynh đệ. Hắn đưa cho ta phi thăng đan, để cho ta đột phá đến phi thăng cảnh hậu ký. Mà đưa cho ta cửu chuyển phục mệnh đan, bây giờ lại cứu ta một mạng. Sở huynh đệ với ta mà nói, thật đúng là ân thâm nghĩa trọng, chờ có cơ hội. Ta phải hảo hảo báo đáp một phen sở huynh đệ mới được nghe. Được chăm dặm chết lời này, ngu thạch lập tức nhịn không được liếc mắt ha ha, cái này cửu chuyển phục mệnh đan là nhân ra sở kiếm thu đưa cho ngươi sao? Là ngươi cái này không biết xấu hổ, từ nhân ra sở kiếm thu nơi đó gạt tới được không? Trước đây trăm dặm chết cùng sở kiếm thu tại đạo minh tổng bộ diễn võ trường tỉ thí sự tình. Ngu thạch thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Tự nhiên tinh tường trăm dặm chết những đan dược này lai lịch nghĩ. Không ra, cái này cửu chuyển phục mệnh đan, thế mà cũng là sở kiếm thu vị này sở sư đệ, thật đúng là làm cho người sâu xa khó hiểu a à, chu. Lăng nghe vậy, nhịn không được cảm thán nói, đối với sở kiếm thu tại đạo minh tổng bộ bán gia phi. Thằng đan sự tình, chu lăng tự nhiên cũng có nghe thấy, bất quá. Hắn cũng không có đi hướng sở kiếm thu mua sắm đan dược. Chu Lăng đối với mình võ đạo thiên phú, có 10 phần tự tin, lấy năng lực của hắn căn bản không cần đến phục dụng phi thăng đan, cũng đủ để đột phá đến nửa bước thiên diễn cảnh. Hơn nữa, hắn cũng không muốn mượn nhờ đan dược tới tiến hành đột phá. Mà càng nghĩ thông suốt hơn qua chính mình vững chắc tu luyện, chờ tu vi đến. Nước chảy thành sông đột phá đến kế tiếp cảnh giới. Chỉ có thông qua chính mình đạp đạp thật thật từng giờ từng phút mà rèn luyện, mới có thể đánh xuống vững chắc vô cùng căn cơ không lưu lại bất luận cái gì căn cơ bất ổn tai họa ngầm. Thông qua đan dược đột phá, mặc dù dễ dàng, nhưng mà tại trên võ đạo căn cơ. Luôn có phủ phiếm không thật hiềm nghi, tiền kỳ đột phá nhất thời sảng khoái, nhưng sau này. Lại khó tránh khỏi sẽ đối với chính mình đột phá thiên diễn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Đối với Chu Lăng cái này có trồng trí tại đột phá thiên diễn cảnh thiên tri kiêu tử tới nói hắn thì sẽ không dễ dàng tha thứ bất kỳ ảnh hưởng gì chính mình đột phá thiên diễn cảnh nhân tố tồn tại cho nên mặc dù sở kiếm thu bán ra phi thăng đan danh khí đã cơ hồ truyền khắp toàn bộ đạo minh nhưng chu lăng lại vẫn luôn không có đến nhà cầu mua đan dược nhưng bây giờ nhìn thấy trăm dặm chiết dùng cửu chuyển phục mệnh đan hiệu quả kinh người chu lăng lập tức cũng không khỏi có điểm tâm động Hắn không muốn phục dụng phi thăng đan tới đột phá cảnh giới tiếp theo, để tránh ảnh hưởng võ đạo của mình căn cơ. Nhưng mà loại này hiệu quả trị liệu thần diệu vô biên chữa thương đan dược, lại là có thể mua sắm một chút dùng để phòng thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao, trên chiến trường này chiến đấu, ai cũng cam đoan không được. Bản thân có thể một mực an toàn không ngại, vạn nhất bản thân bị trọng thương, lâm vào hiểm cảnh một khỏa hiệu quả trị liệu cường đại chữa thương đan dược thời khắc mấu chốt. Vậy coi như là một cái mạng giống như bây giờ trăm dặm chiết. Nếu là không có viên này cửu chuyển phục mệnh đan mà nói. Trăm dặm chiết hôm nay trên cơ bản là chắc chắn phải chết nhưng có viên này cửu chuyển phục. Mệnh đan, trăm dặm chết lại thì tương đương với lại nhiều một cái mạng. Ha ha, không tệ, sở huynh đệ đi tới chúng ta đạo minh tổng bộ. Đây thật là chúng ta đạo minh phúc khí. Có sở huynh đệ cung cấp những đan dược này, chúng ta đạo minh về sau. Hẳn là sẽ ít rất nhiều thương vong, chăm dạm chết rất là cao hứng nói. Chăm dạm chết, ngươi dẫn ta đi gặp một chút vị kia sở sư đệ. Ta cũng nghĩ hướng hắn mua một chút cửu chuyển phục mệnh đan, Chu. Lăng nhìn xem chăm dạm chết nói, tốt Chu sư huynh, chăm. Dạm chết nghe vậy, vội vàng chắp tay thi lễ một cái, đáp ứng đạo. Kế tiếp, đám người rời đi quân trướng, thông qua thiết lập ở biên cương không gian thông đạo. Trở về đạo minh tổng bộ, lần này ngoại trừ trăm dặm chết những người khác bị thương. Cũng đều là nặng nề vô cùng. Mặc dù tất cả mọi người đã uống chữa thương đan dược. Nhưng mà lấy bọn hắn chữa thương đan dược hiệu quả trị liệu. Muốn khiến cho thương thế khỏi hẳn, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng thời gian một hai năm mấu chốt nhất chính là bọn hắn thi triển thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh bí thuật mang đến di chứng có thể khôi phục hay không cái này đều khó nói mà chăm dặm chết đang uống viên kia cửu chuyển phục mệnh đan sau đó không những bản thân thương thế khỏi hẳn liền thi triển thiêu đốt sinh mệnh bí thuật di chứng dường như đều bị chữa khỏi hơn phân nửa đám người nhìn thấy một màn này tự nhiên đều là đối với cái này cửu chuyển phục mệnh đan Khát vọng không thôi, đều nghĩ từ sở kiếm thu nơi đó, mua sắm một khỏa cửu chuyển phục mệnh đan tới trị liệu tự thân thương thế. Cùng với trị liệu thi triển thiêu đốt sinh mệnh bí thuật di chứng. Cái này thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh bí thuật di chứng, nếu như tiêu trừ không được mà nói, chỉ sợ bọn họ sau này tu vi mãi mãi cũng phải dừng bước không tiến thêm. Nếu như không có nhìn thấy trăm dặm chiếc cửu chuyển phục mệnh đan thần kỳ hiệu quả trị liệu, Đám người tự nhiên chỉ có thể nhận mệnh, nhưng nếu biết có loại này hiệu quả trị liệu thần diệu. Vô biên đan dược, đám người tự nhiên là muốn tranh thủ một phen. Không muốn liền như vậy nhận mệnh. Một đoàn người trở về Đạo Minh tổng bộ sau, đi tới Hứa Hoành Hồ Sơn Phong, bọn hắn đi tới Hứa Hoành Hồ Sơn Phong thời điểm. Sở Kiếm Thu đang tại bế quan tu luyện mà bán đan dược sự tình. Nhưng là từ thôn Thiên Hồ cùng đại ô quy đang phụ trách tại nhìn thấy trăm dặm chết một khắc này. Thôn thiên hổ lập tức cả người đều nhảy dựng lên, tốt. Lắm, ngươi tên chó chết này, thế mà còn dám tới, lần trước lừa ta lão đại. Ta đều không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi thế mà còn dám chủ động tìm tới cửa. Thôn thiên hổ nghiêng viên kia ngốc manh khả ái đầu to, chừng mắt liếc trăm dặm chết. Giọng ồm ồm mà nói, nói xong, nó móng vuốt rũi ra. Hướng về trăm dặm chết một móng vuốt đánh ra.